Con chào bố mẹ, con mới về ạ. Thấy tôi về, mẹ tôi vội đi ra rồi nhìn ngó nghiêng. Tới khi thấy tôi về một mình, mẹ tôi nhìn tôi ánh mắt hình viên đạn. Về một mình thì về làm gì? Tốn cơm. Mẹ lạ thật đấy. Con không về một mình thì về với ai? Bạn trai đâu? Sao vẫn chưa đưa bạn trai về? Bạn trai con chưa có, làm sao mà đưa về được? Đúng là vô tích sự. Con nhìn cái Lan cái Huệ đi. Chúng nó lấy chồng có con hết cả rồi. Còn con thì chưa có gì. Con định sống ở nhà tới già luôn à? Mẹ nói trước, mẹ không chứa đâu. Bố tôi nghe mẹ tôi nói gay gắt, ông bênh tôi. Thôi, mình ơi, chuyện hệ trọng cả đời của con, làm sao mà ép buộc con được? Mình cứ để cho con nó từ từ đi. Ông lại bênh nó rồi đấy. Ông xem nó bao nhiêu tuổi rồi. Con gái con lứa 30 tuổi đầu, chưa lấy chồng. Vài tuổi nữa có tuổi rồi, ai thèm lấy chứ? Tôi thấy mẹ tôi vô lý quá, tôi cãi lời. Sao mẹ cứ bắt con lấy chồng thế? Xã hội bây giờ hiện đại rồi, nhiều người chọn cuộc sống độc thân, lo cho sự nghiệp trước. Bây giờ chỉ cần cuộc sống vui vẻ, thoải mái là được, đâu nhất thiết cứ phải lấy chồng. Thế là mẹ tôi càng tức điên lên, bà chửi tôi vuốt mặt không kịp. Rồi người ta lại bảo có vấn đề nên mới không lấy được chồng, chịu oai cái nỗi gì, đã không biết cái gì lại còn cãi ngang. Con nghĩ người phụ nữ hiện đại chỉ cần lo cho sự nghiệp, có thật nhiều tiền, đi du lịch mọi nơi, sống thoải mái là được, đâu nhất thiết cứ phải lấy chồng cơ chứ. Ôi giời ơi là giời, tao nói mày không nghe đúng không? Biết thế ngày xưa tao đẻ ra củ su hào, tao luộc tao ăn, còn hơn là đẻ ra mày. Đẻ mày ra, nuôi mày ăn học, bây giờ mày cãi lại tao. Con xin lỗi mẹ, nhưng mà nói thật với mẹ, hiện giờ con không có hứng thú lấy chồng sinh con đâu. Sao mày nói hay thế? Mẹ mày cũng lấy bố mày đẻ ra mày đấy thôi. Con gái lớn rồi, phải lấy chồng sinh con đẻ cái. Đó là quy luật tự nhiên, không lẽ mày đi ngược quy luật à? Con biết đó là quy luật cuộc sống, nhưng bây giờ xã hội hiện đại rồi, phát triển rồi. Nhiều người phụ nữ chọn sống độc thân. Mẹ thử nghĩ mà xem, đàn ông bây giờ nhiều người đổ đốn lắm, rồi rượu bia, gái gú, lấy vợ về con nuôi được đâu. Rồi lâu lâu báo nợ một lần, làm khổ vợ khổ con, bán nhà bán đất để mà trả nợ. Như chị Loan ở cuối ngõ nhà mình đấy, giờ chị bán nhà trả nợ cho chồng, rồi cả cô Mai nhà mình nữa, chú Tuấn chơi bời lêu lỏng, trăng hoa gái gú, cô ấy khổ cả đời, khóc hết nước mắt. Còn nhiều trường hợp lắm ấy chứ, con không có thời gian mà kể ra đâu. Nói tóm lại, lấy chồng không có gì hay ho. Mẹ đừng có mà bắt con lấy chồng bây giờ, con nhất định không lấy đâu. Mẹ đừng có ép con, vô ích thôi. Đâu phải ai cũng chơi bời hư hỏng đâu, xã hội phải có người này người kia chứ. Đó là quy luật bù trừ. Mày đừng có mà vơ đũa cả nắm, rồi nghĩ ai cũng giống như ai cả. Nói tóm lại là con không lấy chồng, con đang sống một mình tự do, tiền tiêu thoải mái, thích mua gì thì mua, thích đi đâu thì đi, không vướng bận gì cả, tội gì phải lại đeo gông vào cổ mình. Mẹ tôi bực lắm, bà cầm túi sách của tôi ném vù ra ngoài sân, bà đuổi tôi. Cút, cút ra khỏi nhà tao, tao không có đứa con mất dạy như mày, cút đi. Vâng, con cút đây, thứ bảy con lại về. Mày cút luôn đi, về làm cái gì? Con về ăn cơm mẹ nấu ạ. Tao đổ cho chó hết rồi. Con chó mà ăn hết phần cơm của con thì con thịt nó luôn. Nuôi con chó nó còn trông nhà trông cửa, nuôi mày không được tích sự gì cả. Tôi quay xe rồi đi thẳng. Đây cũng không phải lần đầu tiên mẹ tôi đuổi tôi. Tôi thấy bình thường lắm, vì tôi quá hiểu tính của mẹ tôi mà. Mẹ tôi đuổi tôi mỗi năm khoảng 100 lần. Bà tức bà đuổi. Thế nhưng vài hôm không thấy tôi về, bà lại gọi điện cho tôi, bảo tôi về nhà ăn cơm. Bà chỉ ác mồm thôi, nhưng bà thương con lắm. Tôi cũng hiểu mẹ tôi khổ tâm. Có người mẹ nào mà không muốn con gái mình có công việc ổn định rồi lấy chồng yên bề gia thất cơ chứ. Nhưng bản tính tôi thì suy nghĩ khác với mẹ. Bây giờ tôi 30 tuổi, nhưng tôi vẫn chưa muốn lấy chồng sinh con đâu. Đối với tôi, cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, công việc ổn định, tự do, thoải mái, không ai quản lý cả. Lại không vướng bận gì, tôi muốn đi đâu cũng được, tôi muốn mua gì cũng được, không phải lo cái gì. Chứ tôi thấy mấy chị ở văn phòng làm với tôi, các chị lấy chồng có con, cuộc sống vất vả lắm, gò bó vô cùng. Đi liên hoan cùng công ty, ngồi chưa được 15 phút, chồng đã gọi về rồi vì con khóc. Rồi nuôi trẻ con vất vả cả ngày, suốt ngày đi bệnh viện, rất chi là mệt. Rồi hết giờ làm, các chị phải về nhà ngay nấu cơm cho chồng cho con, dọn dẹp nhà cửa, lau nhà cửa, ô xin cho cả gia đình chồng. Đấy là còn chưa kể cuộc sống mẹ chồng nàng dâu bất hòa vô cùng khó chịu.
Tuy tôi chưa trải qua lần nào, nhưng tôi xem phim cũng nhiều, tôi nghe các chị ở công ty than thở quá chừng, thấy cuộc sống hôn nhân vô cùng áp lực. Tôi tôn trọng quyết định sống độc thân của mình, và tôi nghĩ đó là quyết định vô cùng sáng suốt. Tôi là Giáng My, tôi làm tư vấn tổ chức sự kiện trong công ty tổ chức sự kiện lớn giữa trung tâm thành phố. Hiện tại, công việc của tôi cũng rất tốt, thu nhập cũng khá ổn định. Như tôi đã nói đấy, năm nay tôi 30 tuổi, tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân. 2 năm trở lại đây, mẹ tôi liên tục nhắc tôi dẫn bạn trai về nhà ra mắt gia đình. Mà tôi không có bạn trai, tôi qua ở cùng đứa bạn thân của tôi. Nó là Vân Chi, bằng tuổi tôi. Vân Chi kết hôn năm 25 tuổi, nhưng cuộc hôn nhân của nó và chồng kéo dài 1 năm rồi ly hôn vì chồng nó ngoại tình. Mà mẹ chồng cứ bênh con trai, hắt hủi con dâu, nó ly hôn luôn, sống một mình. Cũng may là chưa con cái gì, nên chẳng có gì ràng buộc với nhau cả. Thế rồi nó ly hôn nhanh lắm, không vướng bận gì với nhau. Chính vì tôi chơi thân với nó luôn tiêm nhiễm vào đầu tôi những điều tồi tệ về cuộc sống gia đình. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, nó chiêm nghiệm ra rằng đó là tình yêu chỉ đẹp khi ở giai đoạn đơm hoa. Còn tới khi kết trái thì không như vậy, không biết trước được điều gì, nở ra là trái ngọt hay là trái đắng. Ở với Vân Chi 2 năm, tôi càng cảm thấy quyết định sống độc thân của mình là đúng đắn vô cùng. Sau khi bị mẹ mắng chửi đuổi đi, tôi ung dung lái xe về nhà của Vân Chi. Nó sống một mình từ ngày ly hôn tới bây giờ. Nó rủ tôi tới ở cùng cho vui, tiện thể tôi canh chừng nó luôn. Chứ bản tính nó tôi hiểu quá mà. Cứ mỗi lần say, nó lại làm loạn, và tôi thường xuyên phải đi theo dọn bãi chiến trường cho nó. Hai đứa ở với nhau cũng vui cửa vui nhà. Tôi vừa về tới gần cổng nhà, thấy Vân Chi đang hôn bạn trai ở cổng. Vì tôi cũng không lạ gì nó nữa, nó hôn ít bạn trai trước cổng nhà là chuyện cơm bữa rồi. Tôi bình thản lại gần chỗ của nó. Bạn trai nó thấy tôi buông nó ra rồi bảo: "Thôi, anh về đây, em ngủ ngon nhé, em yêu." Vân Chi gật đầu, nhìn mặt kiểu hơi say: "Bye bye, anh yêu." Bạn trai của Vân Chi lái xe đi rồi, tôi đi ra chỗ cái Chi và bảo: "Chi này, Giáng My à, bạn yêu của mình về rồi đấy à?" "Ừ, tớ đây, cậu lại say rồi à?" "Tớ chỉ uống có chút thôi, vẫn chưa say đâu." "Bạn trai cậu mua xe ô tô rồi à, xe đẹp đấy." "Không phải người hôm qua đâu, hôm nay người khác đấy." "Ai, cậu lại thay người yêu rồi à?" "Đâu, tớ có thay đâu, tớ yêu tất cả mà." "Trời đất, cậu bắt cá 2 tay đấy à Chi?" "2 tay đã nhằm nhò gì, tớ bắt cá 4 tay, tớ đang hẹn hò 4 anh đấy." Tôi tròn xoe mắt nhìn Chi. "Cái gì, cậu hẹn hò 4 người một lúc sao? Sao mà nhiều thế?" "Chỉ cần sắp xếp được thời gian thôi, đàn ông bây giờ dễ bị lừa lắm cậu ạ." "Tớ chịu thua với cậu rồi, sao cậu có thể yêu 4 người cùng một lúc chứ? Tớ nghĩ mà không hiểu được." "Tớ thấy bình thường mà. Chắc cậu chưa yêu ai nên vậy đấy. Thôi, đi mua trái cây đi, ở nhà hết trái cây rồi." "Ừ, đi thôi." Đúng như lời Vân Chi nói, tôi chưa yêu lần nào. Tôi chưa biết mùi vị tình yêu là gì, nhưng tôi cũng không thấy buồn đâu. Tôi đang sống thoải mái lắm. Sáng nay, tôi vừa tới công ty thì gặp một thanh niên nhìn mặt trẻ trung. Cậu ta đứng cuối hành lang hút thuốc. Nhìn cậu ta lạ hoắc, trên tay cầm một tập bưu phẩm. Tôi nghĩ bụng, chắc là cậu ta làm bên chuyển phát nhanh sang đây gửi đồ ấy mà. Đã thế, cậu ta một tay cầm bưu phẩm, một tay cầm thuốc lá hút. Tôi thấy bực mình, và lại vẫn còn sớm, hơn 10 phút nữa mới tới giờ làm. Tôi đi lại phía thanh niên hút thuốc, bắt đầu dạy dỗ cậu ta. "Này, cậu kia, ai cho cậu hút thuốc trong công ty?" Thanh niên quay lại nhìn tôi, ánh mắt ngạc nhiên vô cùng. Anh ta hỏi một câu tỉnh bơ khiến tôi càng điên máu lên. "Công ty của chị à?" "Đây không phải công ty của tôi, nhưng là nơi tôi làm việc. Mắt anh bị đuôi à? Không thấy biển báo cấm hút thuốc ở đằng kia à? Ở đây cấm hút thuốc. Anh vui làm dập điếu thuốc, đi ra ngoài mà hút đi. Dù anh muốn hút thì hút ở đó, chẳng ai cấm anh đâu." "Tôi có nhìn thấy biển cấm hút thuốc, nên tôi mới đi ra tận góc này hút thuốc rồi. Chị có còn phải nặng lời thế không?" "Đã cấm hút thuốc trong công ty, dù anh có hút thuốc ở trong nhà vệ sinh cũng không được. Điều đơn giản như vậy mà anh không biết à?" "Thôi thôi, tôi không hút nữa là được chứ gì." Vừa nói, thanh niên đó vừa dập điếu thuốc, bỏ vào thùng rác. Tôi lừ mắt nhìn anh ta. "Rút kinh nghiệm biết chưa, nơi làm việc của người ta, mấy người cứ nghĩ như ở nhà của mình vậy." Mắng cậu thanh niên xong xuôi, tôi thở dài đi về phòng làm việc. Mở cửa phòng, tôi thấy chị Hương làm cùng. "Em chào cả nhà." "Giáng My,
ăn sáng chưa? Em ra đây ăn cùng chị nhé. Dạ, em ăn rồi. Nhìn chị Hường ăn vội hộp xôi rước khô khốc, tôi bảo. Sao ngày nào chị cũng ăn xôi thế, khô lắm. Ừ, chị bận quá, đều dặn bà bán xôi lấy sẵn cho. Sáng đi làm qua lấy luôn, chị làm gì có thời gian mà đi ăn bún chứ. Chị lấy chồng bận thật đấy. Lấy chồng vào vất lắm em ạ. Con thì nhỏ, suốt ngày quấy khóc, nó khóc cả nhà lên, khủng khiếp luôn. Chỉ trông nó buổi sáng với tối thôi mà chị muốn trầm cảm rồi. Mà em có biết chừng nào nó trông thứ bảy không? Chủ nhật nữa, chị muốn gửi con quá, chứ nó ở nhà chị mệt lắm. Em không biết, thế chồng chị không giúp chị à? Lão chồng ấy à, đi làm về, nằm trên ghế sofa, lướt tóp tóp, ngắm gái xinh rồi. Vợ nhờ tí còn cầu nhau, có bao giờ phụ chị đâu. Không biết là lấy chồng hay là rước thêm của nợ nữa. Nghe lời than thở của chị Hường, tôi lại càng thêm động lực để sống độc thân. Tôi cũng sợ kết hôn, rồi lại vất vả giống như chị, đầu bù tóc rối, ăn sáng vội vàng, hết giờ làm lao về nhà với một núi việc trên vai, cơm nước, con cái, rồi là việc nhà, cứ lặp đi lặp lại như vậy, thời gian đâu mà chăm sóc bản thân cơ chứ. Ông bác đang ngồi trong phòng, con trai của ông mở cửa bước vào. Con chào bố. Vân tới rồi à con, ngồi đi. Vâng bố, không biết bố gọi con có việc gì không? Bố gặp chút rắc rối về sức khỏe, phải nghỉ ngơi một thời gian để điều trị. Bố gọi con về, tiếp quản công ty. Việc này hơi đột ngột, bố không báo trước cho con được, con hiểu cho bố nhé. Gia Huân vô cùng lo lắng, anh hỏi. Bố, có phải bệnh đau lưng của bố tái phát rồi đúng không? Ừ, bố nghỉ ngơi điều trị một thời gian là khỏi thôi, không cần lo đâu. Dạ vâng, bố cứ yên tâm chữa bệnh đi. Tất cả công việc cần giải quyết, lịch công việc bố để ở đây rồi. Con ngồi kiểm tra chi tiết đi, có vấn đề gì không hiểu, con gọi cho bố. Dạ vâng. Lần này về, con thấy công ty mình thế nào, có ổn hơn trước không con? Ổn lắm bố ạ, chỉ là nhân viên trong công ty mình hơi ghê gớm thôi. Con nói nhân viên trong công ty mình ghê gớm à? Thế ai nói gì con? À, không có gì đâu. Gia Huân cười ngại, làm sao anh có thể nói ra cho bố anh biết chuyện sáng nay anh lỡ hút thuốc lá, bị nhân viên trong công ty quát cho. Tôi đang ngồi làm việc, chị Hường đi vào, thông báo với tất cả mọi người. Mọi người ơi, sếp bác thông báo chúng ta họp lúc 9 giờ đấy. Sếp bác có chuyện quan trọng, cần thông báo cho mọi người. Mọi người trong phòng ai cũng ngạc nhiên, sếp bác chưa bao giờ họp trực tiếp với mọi người như vậy. Tôi liền hỏi ngay, không biết có việc gì mà sếp bác họp với chúng mình nhỉ? Chị cũng chịu, không biết, hay là nội bộ công ty có vấn đề rồi? Nội bộ công ty có vấn đề à? Thôi, không đoán mò nữa, lát họp là biết ngay mà. Đúng 9 giờ, chúng tôi đi tới phòng họp của công ty chờ ông bác. Mấy phút sau, ông bác xuất hiện cùng với người thanh niên trẻ tuổi. Chào sếp bác. Chào mọi người, hôm nay tôi mở cuộc họp, thông báo với mọi người việc quan trọng đây. Việc gì vậy ạ? Tôi xin giới thiệu với mọi người, đây là Gia Huân, con trai của tôi. Sắp tới, tôi bận công việc, mọi việc ở công ty do Gia Huân quản lý nhé. Gia Huân, con trai của ông bác, cúi đầu chào mọi người. Chào anh chị. Lúc đó tôi mới nhìn rõ mặt con trai ông bác. Trời ơi, đúng là điên rồi. Anh ta chính là người đứng hút thuốc ở cuối hành lang bị mình mắng chửi đây mà. Thôi xong rồi, sao anh ta lại là con trai của ông bác cơ chứ? Mình phải làm sao đây? Tôi ngại quá, tôi quay mặt tránh đi chỗ khác. Tới khi kết thúc cuộc họp, tôi chạy thẳng về phòng, ngồi hoang mang. Chị Hướng đi lại gần hỏi thăm. Giáng My, em bị làm sao thế? Sao mà chạy nhanh thế? Em không sao. Này, chị không nghĩ ông bác lại có con trai lớn như vậy đâu. Em cũng không nghĩ như vậy đâu. Chị có đầy đủ thông tin sếp trẻ của chúng ta rồi đấy. Tên đầy đủ là Đặng Gia Huân, 30 tuổi, con trai cả của ông bác. Gia Huân đi học 6 năm ở Mỹ, mới về Việt Nam thôi. Dạ vâng, bằng tuổi mà nhìn sếp trẻ quá. Làm em còn tưởng thằng trẻ danh hút thuốc trong công ty ấy chứ. Em nói gì cơ? Thằng trẻ danh nào? À, không có gì. Em đang nói mấy đứa học sinh thôi. Chị Hường nhìn tôi cười cười nháy mắt. Sếp trẻ của chúng ta vẫn độc thân đấy, Giáng My. Việc đó thì liên quan gì đến em đâu. Sếp độc thân, em cũng độc thân. Biết đâu... Biết đâu cái gì chứ? Thôi, em đi làm đây. Ờ, cái con bé này, chị cũng chỉ muốn tốt cho em thôi mà. Em không định lấy chồng à? Dạ, em không lấy chồng đâu. Em sống độc thân cho thoải mái. Lấy chồng giống các chị có gì vui chứ?
Chị Hương gãi đầu rồi thật thà. Thật ra lấy chồng cũng có cái vui, nói không vui không đúng đâu. Sau này con cái lớn, mình đỡ vất. Nói chung là có chồng có con, quây quần ở bên cũng vui lắm, hơn là lủi thủi một mình em ạ. Bây giờ em còn trẻ vậy thôi, sau này già rồi em sẽ suy nghĩ lại đấy. Tôi vốn tôn thờ chủ nghĩa độc thân, tôi gạt ngay cái tư tưởng chồng con của chị Hương. Em vẫn giữ nguyên tắc của em không kết hôn đâu, sau này chị không cần mai mối cho em đâu. Gớm, bây giờ chưa có bạn trai em nghĩ vậy, có khi mai kia lại, chị Hương ơi, em sắp lấy chồng rồi. Thế nên cuộc đời không ai nói trước được đâu. Đấy là nhiều người sẽ như vậy, nhưng em thì chắc chắn là không. Chị Hương phải bất lực trước suy nghĩ của tôi. Thế nhưng, đó chỉ là những suy nghĩ, những dự định của Giáng My thôi. Còn cô có thực hiện được hay không, phải chờ đến tương lai mới biết. Gia Huân chính thức tiếp quản công ty thay bố của mình. Tư duy cách làm việc của anh khác hẳn với bố anh. Ngày trước khi ông Bắc quản lý, mỗi tuần ông tới công ty giao ban một lần vào buổi sáng thứ hai, còn ông chỉ làm việc qua điện thoại và máy tính. Thế nhưng Gia Huân lại khác, anh còn trẻ, còn nhiệt huyết với công việc, ngày nào anh cũng tới công ty làm việc chăm chỉ từ sáng đến tối. Anh giám sát công việc rất chặt chẽ, cẩn thận, hoàn thành công việc một cách hoàn hảo nhất. Mục tiêu của anh là điều hành công ty thật tốt, đưa công ty vươn lên cao. Ngồi trong phòng làm việc riêng, Gia Huân xem lại tất cả nhân viên trong công ty của mình. Anh xem từng người một, anh muốn tìm hiểu về nhân viên của mình. Vì làm việc cùng nhau nên anh muốn tìm hiểu để quản lý nhân viên tốt hơn, có hiệu quả tốt nhất cho cả công ty và nhân viên. Nhân viên làm việc tốt, công ty mới có thể phát triển được. Gia Huân dừng lại trước hồ sơ. Đỗ Phan Giáng My. Gia Huân mỉm cười. Chính là cô gái mắng chửi mình ở ngoài hành lang đây mà. Gia Huân chợt nghĩ. Một nhân viên gương mẫu, xuất sắc trong công việc, mỗi tội tính hay cọc ư. Đã vậy, mình phải chọc cô ta cho bõ tức. Gia Huân đi ra ngoài văn phòng và hỏi: "Chị Hương ơi, tài liệu bên khách hàng AC chuẩn bị chưa?" "À, chị chưa, chị mới nhận được tài liệu lúc sáng thôi, chị chưa làm xong đâu." "3 giờ chiều em cần, chị làm rồi gửi cho em nhé." "Dạ vâng, sếp." Gia Huân nghiêm túc tới nỗi mọi người trong phòng im phăng phắc. Gia Huân tiếp tục bảo: "Anh Thuận, hợp đồng bên Bảo Khang làm tới đâu rồi?" "Tôi mới làm xong, để tôi gửi cho cậu." "Làm xong phải gửi luôn, để em còn kiểm tra chứ." "Dạ vâng, sếp." "Giáng My." Tôi giật mình nghe sếp gọi. "Vâng, tôi đây ạ." "Từ ngày hôm nay trở đi, tất cả các báo cáo làm việc trong ngày, cô phải gửi cho tôi vào 9 giờ sáng, 3 giờ chiều, nhớ nhé." "À, vâng ạ." Gia Huân nhìn văn phòng một lượt rồi bảo. "Kế hoạch làm việc trong ngày phải đầy đủ chi tiết trên bản kế hoạch. Bàn làm việc ngăn nắp gọn gàng sạch sẽ, như vậy làm việc mới hiệu quả được." "Vâng, tôi hiểu rồi ạ." "Trước đây, tôi không biết ông Bắc làm việc với mọi người thế nào, nhưng bây giờ tôi sẽ kiểm tra công việc mỗi ngày, nên tôi yêu cầu mọi thứ phải chuẩn xác. Cô Giáng My có thắc mắc gì không?" "Vâng, tôi không có ý kiến gì đâu ạ." "Tốt, cô chuẩn bị báo cáo cho tôi đi." "Dạ vâng." "Được rồi, mọi người làm việc đi." Gia Huân nói xong, anh đi về phòng làm việc, mọi người bắt đầu bàn tán. "Trời ơi, mặt sếp căng quá, căng như là dây đàn luôn." "Sếp nói như vậy có nghĩa là ngày nào sếp cũng tới công ty kiểm tra công việc của chúng mình à?" "Thì sếp nói vậy mà." "Ôi trời, trước ông Bác chỉ tới công ty mỗi sáng thứ hai thôi, chúng ta thoải mái bao nhiêu, làm việc quen rồi. Bây giờ sếp luôn ngày nào cũng tới, chúng ta phải làm sao đây?" "Mỗi sếp có cách quản lý riêng nên chúng ta phải làm quen thôi." "Thôi, em phải làm báo cáo đây, một ngày hai lần mới oải chứ." "Thôi, mọi người tập trung làm việc đi nào, cố lên." Tôi làm báo cáo xong, mang vào phòng cho sếp. "Thưa sếp, tôi gửi báo cáo ạ." "Được rồi, để tôi xem." "Dạ vâng, vậy tôi xin phép ra ngoài." Gia Huân nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng. "Tôi chưa xem báo cáo xong, cô ngồi đi, chờ tôi xem xong báo cáo rồi đi." "Sếp cứ xem đi ạ, có gì thì nói với tôi sau, tôi đang bận nhiều công việc lắm." "Tôi bảo cô ngồi ở đó." Tôi không thể nào cãi lời của sếp, tôi kéo ghế ngồi đợi sếp đọc báo cáo, trong khi một đống công việc đang chờ tôi bên ngoài. "Cô Giáng My, chỗ này chưa được, mang về phòng làm lại đi." "Cô tích xanh vào những mục quan trọng như thế này, báo cáo công việc phải hoàn chỉnh, không được sơ sài." "Sếp à, chỉ là báo cáo thôi mà, trước sếp Bắc còn không cần xem nữa đâu." "Tôi nói lúc sáng rồi mà, cô bị lãng tai à?" "Vâng, tôi sẽ làm lại ạ." "Làm lại luôn, gửi cho tôi ngay." Giáng My cầm bản báo cáo ra ngoài, mặt cô nóng bừng bừng. "Trời đất,
Sao anh ta khắt khe quá đáng vậy chứ? Báo cáo một ngày hai lần, phải chuẩn từng chữ một. Trong khi đó, tất cả công việc được gửi vào máy tính của anh ta rồi cơ mà. Giáng My về phòng, cô vội vàng làm lại báo cáo. Chị Hường thấy vậy thì hỏi. Này, phải làm lại thật à? Vâng chị, sếp mới của chúng ta cầu toàn quá. Em còn bao nhiêu việc kia kìa? Thôi, cố gắng lên. Chị làm xong hợp đồng rồi đây, em gửi cho sếp hộ chị nhé. Dạ vâng, để em gửi ạ. Lần thứ hai tôi mang báo cáo vào nộp cho sếp. Sếp đã đọc báo cáo rồi phàn nàn vài câu, nhưng không bắt tôi phải làm lại nữa. Sau đó tôi mới được về phòng làm việc của mình. Vì phải làm báo cáo theo ý của sếp, tôi phải làm việc tới 6 giờ mới xong, trong khi đó mọi người đã tan làm lúc 5 giờ. 6 giờ, tôi uể oải đứng dậy đi về. Hôm nay là một ngày làm việc khá căng thẳng của tôi. Về tới nhà, Vân Trì đang ngồi trang điểm. Giáng My, sao nay cậu về muộn thế? Tớ bận chút công việc, cậu chuẩn bị đi chơi à? Ừ, tớ đi sinh nhật bạn đấy, cái ân bạn tớ, cậu có nhớ không? À, tớ nhớ rồi. Nay sinh nhật nó bảo tớ rủ cậu cùng đi, cậu thay đồ đi, rồi chúng ta đi nhé. Thôi, nay tớ mệt lắm, tớ không đi đâu. Nay tổ chức ở ba lớn lắm, cậu không đi thì hơi bị tiếc đấy, hôm nay phải bay lắc hết mình cơ chứ. Thôi, cậu đi đi, tớ mệt lắm, không bay lắc gì tầm này đâu. Cậu không đi thì ai trông chừng tớ đây? Ai đưa tớ về? Lỡ tớ bị kẻ xấu lợi dụng thì làm sao? Phải làm sao đây? Thôi, đi cùng tớ đi mà, cậu không lo cho tớ à? Vì tôi không yên tâm khi để Vân Chi đi sinh nhật một mình. Tôi hiểu tính nó mà. Nó mà uống rượu xong, biến thành một người khác, không làm chủ được bản thân mình. Rồi lỡ nó gặp chuyện gì, tôi lại không yên tâm. Tôi gật đầu đồng ý, mặc dù tôi đang rất mệt. Thôi được rồi, tớ đi cùng cậu, nhưng cậu uống ít thôi, chúng ta về sớm nhé. Tớ nhớ rồi mà bạn yêu. À, tớ nghe cái ân kể, hôm nay có cả anh trai nó đấy, anh trai nó mới ở Mỹ về. Thế à? Cậu có biết anh trai nó đẹp trai lắm không? Đẹp trai hoàn mỹ, vô cùng tài giỏi luôn. Nhưng đâu có liên quan gì tới chúng ta đâu, cậu bớt mê trai đi. Bạn yêu này, bạn yêu biết tớ mê trai thế nào rồi mà, làm sao tớ bớt được? Thôi, nhanh lên, sắp tới giờ rồi đấy. Chờ tớ tắm đã. Nhanh lên, rồi tớ chọn váy cho cậu. Tôi chọn một chiếc váy khá kín đáo, tôi không quen mặc váy hở hang giống như cái chi. Sau đó, chúng tôi bắt taxi đi tới bữa tiệc sinh nhật. Chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật hôm nay là Thiên Ân. Tôi nghe Chi kể, nhà cái Ân giàu lắm, hôm nay Ân bao hết cả quán bar. Tiếng nhạc đập to tới mức tôi thấy tai mình sắp thủng màng nhĩ rồi. Đầu cứ giật giật như kiểu não sắp văng ra. Thế mà các dân chơi ở đây bay lắc nhiệt tình thật. Trong ánh đèn nhấp nháy quay cuồng, tôi bỗng thấy ai đó giống sếp Huân của mình. Ủa, sếp Huân ư? Tôi dụi mắt rồi nhìn lại nhưng không thấy nữa. Đâu rồi? Không lẽ mình hoa mắt? Cái Chi nó cứ uống rượu liên tục, rõ ràng nó hứa với tôi uống ít. Thế mà bây giờ nó quên mất rồi. Nó mời mọi người uống liên tiếp. Tôi kéo tay nó và bảo, Vân Chi, cậu uống ít thôi, cậu say rồi đấy. Tớ chưa say. Vân Chi say rồi, nó bắt đầu khịa mấy người bạn của Thiên Ân. Trong nhóm bạn của Thiên Ân có hai cô gái rất ăn chơi, bị Vân Chi cà khịa, hai người đó tức lắm. Đã cà khịa người ta thì thôi, Vân Chi lại còn lạp đổ rượu lên người họ nữa. Cả hai người họ chút nữa lao vào đánh nhau. Cũng may mà có tôi và Thiên Ân can ngăn kịp thời. Giáng My kéo Vân Chi sang một bên, Thiên Ân kéo hai người bạn của mình sang một bên và bảo, hai cậu thông cảm nhé, cái Chi nó say rồi, hai cậu đừng chấp. Không sao đâu. Cảm ơn hai cậu nhé. Hai người đó nói với Thiên Ân như vậy, nhưng khi Thiên Ân đi ra chỗ khác, hai người đó bảo nhau. Bực thật, mượn rượu để dìm chúng ta đây mà, điên đấy. Này, tao có cách này. Được đấy, cho nó ngâm thuốc, cho nó vã chết đi. Hai cô gái đó cho viên thuốc và ly rượu, cầm sang chỗ Vân Chi, giả vờ làm hòa. Vân Chi này, vừa nãy bọn mình hơi nóng, có gì không phải, cậu bỏ qua nhé. Vân Chi vênh mặt lên bảo, thôi được rồi, tớ cũng không để bụng đâu. Cảm ơn cậu, vậy làm hòa bọn tớ đi, mời cậu ly nước này. Vân Chi gật đầu đồng ý luôn. Được luôn. Nào, chúng ta cạn ly nhé. Tôi thấy Vân Chi say vắt lưỡi, nó vừa đưa ly rượu lên thì lại buồn nôn không uống được. Nhưng hai người bạn kia cứ muốn nó phải uống hết, thế nên tôi liền cầm ly rượu lên và bảo, Vân Chi say quá rồi, để mình uống hộ cậu ấy ly này vậy.
Hai người đó chưa kịp phản ứng, tôi đã uống hết ly rượu rồi. Hai người đó thấy vậy cười ngại ngùng. Thế cũng được, thôi, bọn mình bận, bọn mình đi trước đây. Ừ, chào hai bạn. Tôi nhìn đồng hồ đã 10 giờ đêm, tôi bảo Vân Chi. Chị ơi, chúng ta về thôi, muộn rồi đấy. Trời ạ, mới có 10 giờ, chúng ta chơi thêm đi, lát nữa về. Nhưng mà ở trong này nhạc to quá, tớ đau đầu lắm. Bạn yêu tập cho quen đi, sắp tới sinh nhật của tớ rồi đấy. Nói rồi, Vân Chi tiến lại phía mấy người đàn ông đẹp trai kia. Tôi đau đầu quá, đi tìm nhà vệ sinh để rửa mặt cho dễ chịu. Tôi định cố chờ thêm nửa tiếng rồi tôi đi ra, lôi Chi về. Chứ cứ uống rượu bay đắc kiểu này, có lẽ sáng mai tôi không đi làm được mất. Tôi đứng ở ngoài phòng rửa tay 10 phút, tôi bắt đầu thấy người tôi nóng dần lên, cảm giác vô cùng khó chịu. Mình bị sao thế này, khó chịu quá. Tôi vã nước lạnh vào mặt, nhưng cảm giác không đỡ. Lúc đó, có hai người đàn ông đi tới gần chỗ tôi hỏi. Em gái sao thế? Người không khỏe à? Tôi khó chịu nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh bảo. Tôi không sao. Nhìn em không khỏe lắm. Nhà em ở đâu? Anh đưa em về. Vừa nói, người đàn ông vừa tiến lại gần tôi. Anh ta nắm tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt không đứng đắn. Anh làm gì đấy? Bỏ tôi ra. Kìa, em không được khỏe. Anh đưa em về nhé. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau. Bỏ tay cô ấy ra. Lúc đó tôi bắt đầu mơ màng, không nhìn thấy gì nữa. Bên tai tôi văng vẳng giọng nói. Cô ấy là bạn gái của tôi. Hãy anh tránh xa bạn gái của tôi ra trước khi tôi nổi giận. Người đàn ông giúp Giáng My thoát khỏi hai người đàn ông xấu tính chính là Gia Huân. Huân cũng là người anh trai đẹp trai tài giỏi của Thiên Ân mà Vân Chi từng kể cho Giáng My nghe. Vì anh đau đầu, anh đi vệ sinh, thấy Giáng My đang bị hai thanh niên kia lôi kéo. Anh liền đưa Giáng My ra khỏi bữa tiệc sinh nhật. Gia Huân đỡ Giáng My lên xe ô tô, anh gọi điện cho em gái của mình. Em nghe đây. Em bảo cô bạn đi cùng Giáng My ra đây đi, Giáng My say rồi. Vâng, để em bảo Vân Chi. 5 phút sau, Thiên Ân gọi điện cho Gia Huân. Anh ơi, em bảo Vân Chi rồi, nhưng cô ấy bảo anh cứ đưa Giáng My về đi. Ơ hay, hai người ở với nhau, anh đưa về một thể luôn chứ. Em hiểu ý của anh, nhưng Vân Chi chưa muốn về. Thôi, anh cứ đưa bạn Giáng My về trước đi, lát nữa em đưa Vân Chi về vậy. Cũng được, em hỏi Vân Chi địa chỉ nhà, gửi qua cho anh nhé. Dạ vâng. Gia Huân lái xe chở Giáng My về tới cổng nhà. Lúc này, Giáng My bị ngấm thuốc. Cô bắt đầu cởi váy của mình ra, khiến Gia Huân hoang mang. Này, này, cô sao thế? Sao cô lại cởi đồ ra ở đây? Giáng My nửa tỉnh nửa say, cô nhìn rõ mặt Gia Huân. Ờ, sếp Huân, sao lại là anh? Sao anh ở đây? Cô say rượu, tôi đưa cô về. Chìa khóa nhà đâu? Đưa tôi mở cửa cho. Đây, chìa khóa đây, mà bạn của tôi đâu? Cô cứ vào nhà nghỉ đi, lát nữa em gái tôi đưa bạn cô về nhà an toàn. Vâng, mà sao anh lại đưa tôi về thế này? Thiên Ân là em gái của tôi, chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc đấy. À, tôi hiểu rồi, tôi cảm ơn anh. Không có gì. Gia Huân mở cửa, anh đỡ Giáng My vào trong. Giáng My bị ngấm thuốc, cô nàng vật ra giường, thân thể uốn éo gợi tình. Gia Huân vội quay mặt đi. Cô nghỉ đi, tôi về đây. Gia Huân vừa bước đi, Giáng My đã ngồi dậy. Cô kéo tay anh lại khiến anh loạng choạng ngã xuống người cô. Giáng My, cô bị sao thế? Tôi không biết nữa, tôi thấy trong người nóng lắm. Chỗ này, khó chịu lắm. Giáng My cầm tay Gia Huân đặt lên vùng nhạy cảm của mình, khiến Gia Huân ngại ngùng, mặt đỏ bừng. Giáng My còn xoa người rồi hôn lên cổ của anh. Gia Huân bối rối, anh đẩy Giáng My ra rồi bảo. Tôi hiểu rồi, cô uống phải thuốc kích dục rồi. Gia Huân đứng dậy, Giáng My ôm lấy anh từ phía sau rồi cô hôn anh. Giáng My ôm Gia Huân, nói giọng cầu xin. Anh à, anh đừng đi, ở lại với tôi được không? Vừa nói, Giáng My vừa luồn tay vào người Gia Huân, sờ soạng cả trên và dưới. Gia Huân vội vàng bế cô vào nhà tắm. Anh đặt cô vào bồn tắm, bật nước ấm, sau đó xả vào người cô. Cô uống phải thuốc rồi, cô chịu khó một chút, tôi sẽ giúp cô. Tôi sẽ không để cô xảy ra việc gì đâu. Anh làm gì thế? Tôi không muốn tắm, tôi muốn ôm anh. Gia Huân giữ cho cô ngồi im. Sau đó anh ra ngoài, mở tủ lạnh, tìm được mấy quả chanh. Anh pha nước chanh mang vào cho cô. Giáng My, cô uống nước chanh đi. Chua lắm, tôi không uống đâu, tôi muốn ôm anh cơ. Uống đi, nhanh lên.
Gia Huân ép Sáng Mi uống hết cốc nước chanh, sau đó anh lại đi pha thêm cốc nữa. Cứ như vậy, Sáng Mi ngâm mình trong bồn tắm gần một tiếng đồng hồ. Cô uống hết ba cốc nước chanh, Sáng Mi đã dần tỉnh táo trở lại. Gia Huân vì canh chừng cô, người anh đã ướt hết, thấy cô tỉnh táo, anh thở phào. Cô thấy trong người sao rồi, Sáng Mi? Tôi thấy đỡ khó chịu rồi, anh vẫn ở đây với tôi từ lúc đó à? Ừ, không lẽ tôi bỏ mặc cô? Thế rốt cuộc là tại sao tôi bị như vậy? Cô uống phải thuốc kích dục rồi, có lẽ ai đó chơi xấu rồi. Sáng Mi tròn mắt kinh hãi. Anh nói tôi uống phải thuốc kích dục rồi. Cũng may cho cô, tôi là người tử tế đấy. Cô ổn rồi, cô thay quần áo đi ngủ đi, tôi về đây. Sáng Mi bảo. Vâng, cảm ơn anh đã giúp tôi. Ừ, mà bạn cô giờ này còn chưa thèm về. Bạn cô mải chơi thật. Cô ở cùng một người bạn như vậy, tôi thấy cô không an toàn đâu. Vâng, để tôi gọi điện cho nó. Anh về cẩn thận nhé. Ừ, cô nghỉ đi, mai còn đi làm nữa. Dạ vâng, sếp. Gia Huân mỉm cười rồi đi về. Sáng Mi xấu hổ vô cùng. Cô vừa thay quần áo, vừa rú ẩm lên, suy nghĩ không biết ngày mai đối mặt với sếp thế nào. Sáng Mi gọi điện cho Vân Chi, chỉ bảo cô ngủ lại ở nhà một người bạn. Vân Chi không biết Sáng Mi uống phải thuốc nên Chi không vội về. Sáng Mi nằm trằn trọc, cô vì xấu hổ mà không chợp mắt. Sáng sớm, cô dậy sớm nhưng cứ nghĩ đến việc hôm qua, cô lại ngại. Trời ơi, mình phải làm sao bây giờ? Không lẽ mình nghỉ việc để tránh mặt sếp đây? Không được, nếu mình nghỉ việc, sếp Huân sẽ nghĩ mình thế nào chứ? Mình vẫn phải tiếp tục đi làm thôi. Sáng Mi đi tắm, rồi cô lấy hết can đảm đi làm. Việc xấu hổ đêm qua cô sẽ quên đi. Cô tin rằng cô sẽ nhanh chóng vượt qua thôi. Từ ngày hôm đó, Sáng Mi bắt đầu tránh mặt Gia Huân. Cô mang báo cáo vào để ở bàn làm việc của sếp, rồi cô đi ra ngoài. Gia Huân gọi cô ở lại, nhưng cô nói dối cô đang dở việc đi luôn. Gia Huân thấy Sáng Mi cố tình tránh mặt anh lại càng muốn trêu chọc cô nhiều hơn. Tôi đang ngồi làm việc với mọi người trong phòng, vừa thấy bóng dáng của sếp Huân, tôi vội cúi mặt xuống tránh ánh mắt của sếp. Sếp Huân lại đi về phía tôi bảo, Sáng Mi, pha cho tôi cốc cà phê nhé. Tôi vội bảo, sếp uống thì sếp tự pha, tôi đang bận. Pha cà phê cho sếp cũng là công việc đấy, nhanh lên, tôi đợi cà phê trong phòng. Nhưng mà tôi tới đây để làm việc tư vấn tổ chức sự kiện, không phải để pha cà phê. Thế thì cô pha cho tôi cốc nước chanh, hôm nay tôi thấy hơi nóng. Câu nói đầy ẩn ý của sếp khiến cho tôi hoang mang. Tôi biết, anh ta đang cố ý nhắc tới cái chuyện xấu hổ kia của tôi mà. Tôi cay cú lắm nhưng vẫn phải mỉm cười. Vâng, để tôi pha cà phê cho sếp. Tốt, từ giờ tôi sẽ uống cà phê vào lúc 8 giờ sáng hàng ngày, cô cứ thế mà làm. Dạ vâng. Tôi đứng dậy đi pha cà phê, tôi tức muốn ném cái cốc luôn đi, nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn, vì sếp Huân biết được điểm yếu của tôi mà. Sếp Huân cố tình chọc điên mình mà, bực quá, giờ mình kiêm thêm cả chân say vặt của anh ta, mình hóa dại mất thôi. Sáng Mi bê cốc cà phê vào phòng của sếp Huân, cô nhẹ nhàng bảo, cà phê nóng của sếp đây. Cảm ơn. Tôi xin phép ra ngoài. Từ từ đã. Sếp bảo gì tôi cơ? Sao cô Sáng Mi lại tránh mặt tôi? Vì chuyện đêm hôm đó à? Sáng Mi nghe sếp Huân nhắc tới chuyện tế nhị đó, cô lo lắng, vội lấy tay bịt miệng của sếp. Sếp à, tôi xin sếp. Hôm đó do tôi bất cẩn, phạm phải sai lầm. Tôi biết ơn sếp vì sếp giúp tôi. Nhưng tôi xin sếp, chuyện đã qua rồi, sếp đừng nhắc lại được không? Tại sao lại không được nhắc lại? Thì chuyện đáng xấu hổ đó có gì hay đâu mà nhắc lại cơ chứ. Gia Huân thấy Sáng Mi cứ run bẩn bật, anh lại càng được đà chiêu cô. Chuyện đáng xấu hổ mà cô nói là chuyện cô ôm tôi, sờ ngực tôi, hay là chuyện cô hôn lưng tôi? Sáng Mi hoảng quá, cô cố gắng bịt miệng của sếp, cô bị trẹo chân ngả người ra. Gia Huân liền giang tay kéo cô vào lòng. Kìa, cẩn thận! Hai người bốn mắt nhìn nhau, Gia Huân bắt đầu thấy động lòng rồi. Không biết từ khi nào, ánh mắt của Sáng Mi chạm tới trái tim của anh. Sáng Mi bảo, tôi xin phép về phòng làm việc. Ừ, không trêu cô nữa. Yên tâm, chuyện đó chỉ hai chúng ta biết thôi, đừng suy nghĩ gì cả. Sáng Mi đi thẳng, cô sợ không dám quay đầu lại nhìn. Gia Huân ngồi uống cà phê, anh mỉm cười. Tối hôm đó, Gia Huân trở về nhà, anh thấy em gái Thiên Ân của anh và Vân Chi đang ngồi trong phòng khách nói chuyện. Nhìn thấy anh trai về, Thiên Ân gọi, anh Huân.
Vân Chi nhìn thấy Gia Huân, cô suýt xoa. Đẹp trai quá. Gia Huân gật đầu rồi nói. Hai đứa ngồi chơi, anh lên tầng đây. Kìa anh lại đây, ngồi nói chuyện với bọn em đã. Nhưng anh đang mệt, anh muốn đi tắm rồi đi ngủ, để khi khác nhé. Gia Huân đi lên tầng rồi, Vân Trì vẫn cứ ngây người ra đó. Này, Ân, anh trai cậu đúng là cực phẩm, đẹp trai, soái ca, lạnh lùng. Anh trai tớ mà. Thế anh trai cậu có bạn gái chưa? Chưa. Này, tớ ứng tuyển có được không? Tớ nghĩ chắc là không được đâu. Anh tớ không thích mẫu người như cậu. Cậu sống thoáng quá. Anh tớ là người cầu toàn, không hợp đâu. Tớ sẽ thay đổi để phù hợp với anh ấy. Tớ sẽ thay đổi bản thân để phù hợp với anh của cậu. Mà tớ cũng không biết được nữa. Chuyện của anh tớ quyết. Tớ có biết gì đâu mà nói chứ. Thế nếu tớ xin ứng tuyển làm chị dâu của cậu, cậu không phản đối tớ chứ? Tớ nói rồi, chuyện đó là anh trai tớ tự quyết. Làm sao mà tớ biết được? Cậu đừng hỏi tớ như vậy. Cậu nói thế, tớ mặc cảm đấy. Tớ đã qua một đời chồng rồi, tớ sợ cậu không thích. Thiên Ân là người có suy nghĩ tư tưởng thoải mái vô cùng. Cô sống ở Mỹ 10 năm, cách sống của cô cũng thoải mái. Cô bảo, nếu cậu và anh trai tớ có duyên thì tớ ủng hộ thôi. Cậu biết tính tớ mà, tớ đâu phải người cổ hủ chứ. Với lại, tớ thấy gái qua một đời chồng cũng bình thường. Đầy người còn mấy đời chồng ít, cậu mới một, đâu có gì đáng bận tâm đâu. Vân Chi nghe Thiên Ân nói vậy, cô lại càng có thêm động lực để mơ giấc mơ không có thật. Thiên Ân, cậu tuyệt quá, tớ thật may mắn khi có một người bạn như cậu. Đúng là dẻo mồm. Vân Chi trở về nhà, cô nằm lăn ra giường ôm tương tư về người anh trai của Ân. Giáng My hỏi, Vân Chi, cậu đi đâu về thế? Tớ sang nhà chồng tương lai tớ chơi đấy. Ủa, nhà chồng tương lai, nhà anh Việt à? Không. Thế nhà anh Quang? Cũng không phải. Cậu nhờ bạn trai quá, tớ không đoán ra. Thế cậu sang nhà anh nào? Đúng là ngày trước tớ nhờ bạn trai thật, nhưng bây giờ tớ chỉ một lòng một dạ với chồng tương lai của tớ thôi. Chồng tớ là nhất. Ai thế? Cậu cho tớ biết được không? Đó là Gia Huân, anh trai của Thiên Ân đấy, bạn yêu. Gia Huân? À, tớ nhớ rồi, anh trai của Thiên Ân. Đây, tớ cho cậu xem ảnh nhé. Tớ biết rồi, Gia Huân là sếp tớ đấy. Vân Chi tròn xoe mắt nhìn Giáng My. Cậu nói Gia Huân là sếp của cậu à? Ừ, tớ cũng mới biết thôi, sếp Huân về tiếp quản công ty thay ông Bắc. Đúng rồi, tớ cũng nghe Thiên Ân kể, bố của Thiên Ân bị bệnh, ông ấy sang Mỹ điều trị rồi. Hóa ra công ty cậu làm là công ty của nhà Thiên Ân, bây giờ tớ mới biết đấy. Ừ, rồi Vân Chi túm lấy Giáng My hỏi dò. Giáng My này, cậu thấy Gia Huân là người thế nào? Tớ thấy Gia Huân là người tốt, có trách nhiệm với công việc. Người đàn ông tớ chọn mà, đương nhiên là phải tuyệt vời rồi. Giáng My hỏi Vân Chi. Thế cậu và Gia Huân đang hẹn hò rồi à? Vân Chi chỉ đang đơn phương Gia Huân thôi, cô còn chưa biết kết quả thế nào. Nhưng trước mặt Giáng My, cô tự bốc phét. Đúng vậy, tớ với anh Huân đang hẹn hò. Chính vì thế, tớ mới xác định lần này tớ chỉ chung thủy với một mình anh ấy thôi. Anh ấy chính là tình yêu đích thực của tớ đấy. Giáng My nghe Vân Chi nói vậy, cô gật đầu. Ừ, chúc mừng cậu tìm thấy tình yêu của mình. Cậu với Thiên Ân là bạn thân, bây giờ thành chị em dâu, hợp quá rồi còn gì. Vân Chi lại càng được đà, nói phét lên tận 9 tầng mây xanh. Đúng thế, tớ với Thiên Ân hợp nhau lắm. Bạn ý cứ mong tớ trở thành chị dâu của bạn ấy. Hai đứa đi chơi với nhau cho thoải mái. Còn bố anh ấy quý tớ vô cùng. Lúc nào bác ấy cũng gọi tớ là con dâu. Đấy là mọi người bên nhà anh ấy mai mối, cho nên tớ mới nhận lời đấy. Vậy là nhất cậu rồi, chúc mừng nhé. Ừ, cảm ơn cậu. Tôi lên giường nằm suy nghĩ. Hóa ra Gia Huân là bạn trai của Vân Chi, bạn thân của mình. Cũng may là mình chưa kể vụ mình uống phải thuốc kích dục, được Gia Huân giúp đỡ. Nếu không, mình ngại với cậu ấy quá. Sáng ngày hôm sau, Giáng My tới công ty, cô pha cà phê cho sếp Huân rồi bê vào. Cà phê của sếp đây. Cảm ơn cô. Tôi xin phép ra ngoài ạ. Giáng My. Dạ, có chuyện gì vậy ạ? Cô vội thế, ngồi xuống nói chuyện với tôi đã. Sếp muốn nói gì cơ? Sao trông cô không vui thế? Tôi bảo cô pha cà phê cho tôi, làm cho cô khó chịu à? À, không hẳn là khó chịu đâu ạ. Tối cô rảnh không? Tôi mời cô đi ăn. Đi ăn cùng bạn tôi. Bạn cô là ai? Ơ,
Anh hỏi lạ thế, anh và Vân Chi đang hẹn hò mà. Ý tôi hỏi, tối nay tôi đi ăn cùng anh và Vân Chi à? Vân Chi? À, tôi nhớ cô ta rồi, nhưng sao cô lại nói tôi đang hẹn hò cô ta? Anh đúng là lươn lẹo, đàn ông có bạn gái rồi, ra ngoài vẫn nói là chưa có bạn gái, như vậy không tốt đâu. Gia Huân bật cười bảo, Giáng My, tôi không hiểu cô nghe thông tin đó ở đâu, nhưng tôi xin đính chính, tôi độc thân, trai độc thân 100% đấy. Giáng My khó hiểu, Vân Chi nói cô ấy và Gia Huân đang hẹn hò, còn Gia Huân lại bảo không phải. Rốt cuộc việc này là sao? Cô vẫn không tin lời Gia Huân, cô cho rằng Gia Huân đang nói dối mình, cô khẳng định. Rõ ràng bạn tôi nói cậu ấy đang hẹn hò với sếp, không lẽ bạn tôi nói dối tôi? Thế chắc là người khác chứ không phải tôi. Tôi thề, tôi đang cô đơn mà. Rõ ràng là Vân Chi nói cậu ấy đang hẹn hò với Gia Huân, anh trai của Thiên Ân cơ mà. Lạ thật, bạn cô ấy, bạn cô bị ảo tưởng rồi. Nói thẳng, cô ấy không phải gu của tôi đâu. Nếu là cô thì tôi còn suy nghĩ, chứ bạn cô thì không thể nào đâu. Tào lao thế là cùng. Thế rốt cuộc việc này là thế nào? Tôi đâu có biết, bạn cô thích tự luyến à? Mà thôi, tôi có phải là đang hẹn hò với Vân Chi đâu. Tối nay tôi tới đón cô đi ăn, cô biết ngay. Tối 7 giờ tôi đón cô nhé. Ừ, không được, tôi không đi đâu, tôi bận lắm. Cô không đi rồi nhà hàng người ta ế đồ đấy. Tôi đặt đồ cả rồi, giờ cũng không hủy được. Thế nhé, chốt, 7 giờ tối nay tôi đón cô. Sếp, sếp chưa cần biết tôi có đồng ý hay không, sếp đã đặt bàn là sao? Tôi không đi, sếp tự ăn đi. Ôi, sao nóng thế nhỉ? Cô pha cho tôi cốc nước chanh nhé. Nghe Gia Huân nói vậy, Giáng My lại chuột dạ. Cô sợ Gia Huân nhắc lại việc cũ, cô ấp úng. Anh đang lôi chuyện đó ra ép tôi đúng không? Ừ, cứ cho là vậy đi. 7 giờ tối, tôi qua đón cô. Vâng, tôi biết rồi. Giáng My ngước lên nhìn Gia Huân. Cô định nói thêm vài câu, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt của Gia Huân đang nhìn cô tình cảm, cô thấy không quen, cô không nói gì nữa, đi ra ngoài. Tan giờ làm, tôi đang dọn dẹp bàn làm việc để về. Gia Huân đi ra, anh nhìn tôi nháy mắt rồi đi về. Điều này khiến tôi hoang mang vô cùng. Tôi lẩm bẩm. Hôm nay sẽ bị cái quái gì vậy? Bắt mình đi ăn tối, lại còn nháy mắt với mình. Tôi đi làm về, thấy Vân Chi đang nằm lướt điện thoại ở phòng khách. Vân Chi, nay cậu không ra quán à? Tớ đau bụng nên về sớm. Cậu đau bụng? Cậu uống thuốc chưa? Tớ uống rồi. Để tớ ra đầu ngõ mua cho cậu bát cháo nhé. Thôi, tớ ăn cơm cũng được. Cậu nấu cơm đi, chúng ta cùng ăn. Tối nay tớ không ăn ở nhà đâu. Tớ... Ơ, cậu không ăn cơm à? Cậu về nhà ăn cơm với bố mẹ à? Tớ không, tớ ra ngoài ăn cùng... Tôi cứ ấp úng mãi. Tôi muốn nói thật với Vân Chi, tôi đi ăn với Gia Huân. Nhưng sau đó tôi lại ngại, không thể mở lời. Tôi đi ra đầu ngõ mua cháo cho Vân Chi, sau đó tôi đi tắm. Gia Huân lái xe tới, anh bấm chuông cửa. Giáng My đang tắm nên Vân Chi ra mở cửa giùm. Ai thế? Là anh, Huân đây. Vân Chi tròn xoe mắt ngạc nhiên. Anh Huân, anh tới tìm em đúng không? Mà sao anh biết địa chỉ nhà em? À, em biết rồi, Thiên Ân cho anh đúng không? Nghe giọng nói đầy tự luyến của Vân Chi, Gia Huân mỉm cười, nói giọng tỉnh bơ. Không phải là anh tới tìm em đâu, em hay tự suy diễn thế. Anh không tới tìm em, anh tới đây làm gì? Anh tới đón nhân viên của anh, Giáng My là nhân viên của anh mà. Mặt Vân Chi xị xuống. Anh tới đón Giáng My à? Anh đi đâu, đón Giáng My đi đâu là việc của anh đâu phải báo cáo với em. À, ý em không phải vậy, em chỉ hỏi để biết thôi. Có những thứ không thể nói cho người thứ ba biết được. Em cũng đừng tò mò chuyện của người khác làm gì. Anh còn nghe thông tin, em nói chúng ta đang hẹn hò nữa đấy. Sao em có thể bịa ra câu chuyện đấy được? Vân Chi cuống lên, cô vội vàng giải thích. Em chỉ trêu mọi người thôi, em không có ý gì đâu, anh đừng giận em. Lần sau, em đừng trêu như vậy, đâu phải chuyện gì cũng mang ra đùa được đâu. Vâng, em nhớ rồi, em xin lỗi anh. Lần này anh bỏ qua, không có lần sau đâu đấy. Vân Chi bị Gia Huân mắng, mặt cô ngắn tún lại, cô xấu hổ, thấy nhục lắm. Trong đầu cô nghĩ, mình chỉ bốc phét với Giáng My thôi mà. Thế mà Giáng My đã mách với Gia Huân, nhanh thật, bạn bè lại bán đứng nhau như vậy. Vân Chi tức giận khi biết Giáng My mách lẻo sau lưng mình. Cô bắt đầu thấy ghét Giáng My, nhưng có Gia Huân ở đây cô không nói gì cả. Giáng My tắm xong,
Cô đi ra giật mình khi thấy Gia Huân ngồi lù lù trong phòng. Sếp Huân, sếp tới sớm thế? Chắc là do tôi đói rồi, em nhanh lên được không? Dạ vâng, sếp chờ tôi 5 phút nhé. Không sao, em cứ trang điểm thoải mái, tôi chờ được mà. Vân Trì thấy ánh mắt Gia Huân nhìn dáng mi tình cảm, ghen tị vô cùng. Trong suy nghĩ của cô đang hình thành những điều không tích cực, điều đó ảnh hưởng tới tình bạn của cô và Giáng My. Giáng My thay đổi xong, cô đi ra ngoài bảo Vân Chi. Tớ đi với sếp Huân một lát, cậu đau bụng ở nhà nhé. Vân Chi gật đầu. Ừ. Vân Chi đang khó chịu khi thấy Gia Huân tới đón Giáng My, nhưng My lại không nhận ra điều đó. Cô vui vẻ đi cùng Huân. Sếp à, chúng ta đi thôi. Gia Huân đưa My tới nhà hàng của bạn anh, vì không muốn ồn ào. Anh đã bao cả tầng 2 để anh và Giáng My ăn uống cho thoải mái. Giáng My nhìn đồ ăn, cô kêu ầm lên. Trời đất, đồ ăn gì mà đắt thế? Thôi, không ăn nữa, tôi đưa sếp đến nơi khác vậy, vừa rẻ lại vừa ngon. Để lần sau đi, lần này tôi đặt món rồi. Ăn thế này có mà cháy túi. Chính em bảo em sẽ ăn để tôi cháy túi cơ mà, cơ hội của em tới rồi đấy. Tôi nói thì nói vậy thôi, chứ tôi đâu phải người như vậy. Đồ ăn ở đây rát vàng hay sao? Đắt quá. Đắt nhưng mà ngon. Với lại, đây là nhà hàng của bạn tôi phải tới đây ăn để ủng hộ bạn tôi chứ. Giáng My nhìn cả tầng 2 chỉ có hai người khách là cô và Gia Huân. Cô bảo, chắc đồ ăn ở đây đắt nên ít khách lắm. Không phải đâu, hôm nay tôi bao cả tầng 2 rồi. Cô nhìn tầng 1 đi, khách đông lắm. Giáng My tròn xoe mắt nhìn Gia Huân. Anh bao cả tầng 2 rồi à? Ừ. Trời đất, anh làm vậy làm gì chứ? Đã tốn tiền lại còn bao cả tầng. Vì tôi không thích ồn ào, chỉ có tôi và em ở đây cho thoải mái. Anh điên rồi, bộ anh dư tiền à? Em nói đúng đấy, tôi không có gì ngoài tiền cả. Đúng là tự mãn, anh giàu thế, anh đi từ thiện cho người nghèo trẻ mồ côi đi. Tôi vẫn đi từ thiện vào ngày Chủ nhật, em có muốn đi cùng không? Giáng My là người sống tình cảm. Cô rất muốn đi từ thiện giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Cô đồng ý ngay. Anh nói thật nhé, tôi rất muốn đi đấy. Ừ, vậy Chủ nhật tôi qua đón cô rồi cùng đi. Team của tôi 10 người, chúng tôi thường đi từ thiện vào buổi Chủ nhật. Dạ vâng, vậy anh cho tôi đi cùng. Ừ, bây giờ chúng ta ăn thôi. Vâng. Huân và My ngồi ăn cùng trò chuyện. Sau khi biết Huân thường xuyên đi từ thiện, My đã có cái nhìn khác về anh. Cô bất ngờ khi biết Huân là người rất tốt, sống tình cảm. Tính cách của Gia Huân hoàn toàn khác với vẻ bề ngoài lạnh lùng cao lãnh của anh. Trong khi Giáng My và Gia Huân ăn tối cùng nhau, Vân Chi ở nhà ôm cục tức trong lòng. Cô gọi điện thoại cho Thiên Ân. Alo, Thiên Ân à, anh Huân có nhà không? Không, anh ấy ra ngoài từ tối rồi, có chuyện gì à Chi? À, tớ thấy hơi chán, tớ sang chơi với cậu nhé. Ok, cậu qua đây đi. Vân Trì sang chơi với Thiên Ân để cô tiện nghe ngóng tình hình của Gia Huân. Thiên Ân này, anh Huân có bạn gái rồi à? Hình như là chưa, tớ có thấy gì đâu. Ừ, mong là anh ấy chưa có, nếu không tớ không còn cơ hội đâu. Chắc chắn là không có đâu, anh ấy có bạn gái, tớ phải biết chứ. Ừ, sao cậu buồn thế? Cũng không có gì. Vân Trì tìm cớ nói xấu Giáng My, cô muốn vùi dập My ngay từ đầu. Dạo này tớ ở nhà một mình, chán quá cậu ạ. Cậu ở một mình à? Thế Giáng My bạn ở cùng với cậu đâu? Ngay lập tức, Vân Trì bịa đặt. À, Giáng My nó đi chơi với bạn trai suốt đấy mà, có ở nhà đâu. Thế à? Ừ, nó đi bay lắc với bạn cả ngày, nó thường về nhà lúc 5 giờ sáng, nó còn cắm đồ, rồi quan hệ bừa bãi. Nói chung, hỏng rồi, hết thuốc chữa rồi. Trời, kinh thật, nhìn mặt Giáng My... Tớ không nghĩ nó buông thả vậy đâu. Ừ, nhìn bề ngoài nó ngoan ngoãn vậy thôi. Tớ ở cùng 2 năm, tớ biết chứ. Tớ nói cho cậu biết bí mật này nhé. Nhưng cậu phải hứa là không được kể với ai. Vì tớ và Giáng My chơi cùng nhau, tớ không muốn mất lòng bạn đâu. Tớ không kể với ai đâu, cậu cứ kể đi. Giáng My đi nạo phá thai liên tục đấy. Nhiều lần còn không biết cái thai là của ai cơ. Yêu mấy người cùng một lúc, nói chung nát lắm. Trời ạ, cái hôm sinh nhật tớ, Giáng My có tới cùng cậu, tớ nhìn bề ngoài, tớ cứ tưởng Giáng My ngoan hiền, ai ngờ hư hỏng vậy. Tớ nói rồi, đừng có nhìn vẻ ngoài đánh giá người ta, tớ ở cùng, tớ biết chứ. Sợ thật, hỏng hết cả người rồi. Mà cậu ở cùng Giáng My, cậu phải cẩn thận đấy,
tránh bị rủ dê lôi kéo nghe chưa? Ừ, tớ biết mà, tớ không dễ bị lôi kéo đâu. Ừ, thế thì tớ yên tâm rồi. Mà cậu nhớ giữ bí mật cho tớ đấy. Tớ biết rồi, yên tâm đi. Vân Chi đặt điều nói xấu Giang Mi đủ thứ chuyện. Trong mắt Thiên Ân, Giang Mi là người vô cùng xấu xa, hư hỏng, buông thả. Đúng là lòng dạ đàn bà độc ác vô cùng. Một người đàn bà lòng dạ tàn ác, không thể dung thứ được. Giang Mi ăn uống no say, cô bảo Gia Huân đưa mình về. Vì sợ Chi ở nhà đói bụng, Giang Mi còn gọi một phần đồ ăn ngon đưa cho cô bạn của mình. Giang Mi đâu có biết, cô bạn thân mà mình yêu quý lại đang đâm sau lưng cô một nhát dao chí mạng. Gia Huân chở Mi về tới nơi, Mi xuống xe bảo: "Cảm ơn sếp, bữa ăn hôm nay ngon lắm, sếp phải cẩn thận nhé." "Ừ, em ngủ ngon." "Vâng, cảm ơn sếp." "Ngoài giờ làm việc, em có thể gọi tôi là anh Huân, không phải gọi là sếp đâu, tôi thấy nghe xa lạ lắm." "Nhưng tôi quen rồi." "Em sửa đi, tôi muốn em gọi tôi là anh Huân, nghe tình cảm thân thiện hơn." "Vâng, anh Huân." "Anh Huân về cẩn thận." "Ừ, cảm ơn em." Giáng My quay bước đi, Gia Huân gọi: "Giáng My." "Dạ." "Chờ tôi chút." Gia Huân mở thùng xe, anh lấy cái túi đồ đưa cho cô: "Tặng em này." "Gì vậy ạ?" "Quà tôi tặng em, nhân ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò. Con gái tụi em ai cũng thích được bạn trai tặng quà mà." Giáng My nghĩ Gia Huân khinh thường cô, coi thường mình, cho nên cô bực lắm. Cô bảo: "Cái gì? Sếp Huân này, sao sếp lại nói vậy chứ? Sếp nghĩ tôi là người ham vật chất à? Tôi đi ăn với sếp là vì tôi sợ sếp để lộ việc hôm trước của tôi, chứ không phải tôi đi ăn với sếp để tôi nhận quà của sếp đâu. Sếp đừng nghĩ mình có giá trị lợi dụng như vậy. Có thể đối với người khác, sếp có giá trị, nhưng đối với tôi, sếp chỉ là người đàn ông bình thường như bao người khác thôi. Sếp hiểu chưa?" Nói xong, Giáng My ấn túi quà vào tay Gia Huân rồi quay đi. Gia Huân vội vàng kéo Giáng My lại, khiến cô ngã vào người của anh. Một lần nữa, hai người bốn mắt nhìn nhau. Gia Huân ngập ngừng: "Em hiểu lầm ý của tôi rồi, em đừng giận." "Được rồi, tôi không giận, anh buông tôi ra đi." "À, ừ." "Sếp về đi ạ." "Tôi sẽ về nếu em nhận quà của tôi, nếu em không nhận, tôi cứ đứng ở đây đấy, đến sáng mai." "Thôi được rồi, mà quà gì thế?" "À, cũng không có gì đâu, bạn tôi bán giày, nó kêu tôi mua ủng hộ nó ấy mà, nên tôi mua cho em gái tôi, tiện thể mua tặng em luôn. Cũng không có gì đâu, em nhận đi." Mặc dù lý do không mấy vui, nhưng tôi cũng nhận, nhưng chỉ lần này thôi, không có lần sau đâu." "Tôi biết rồi." "Vâng, sếp về đi ạ." "Tôi về đây, em ngủ ngon nhé, mai gặp lại." "Dạ vâng." Đúng lúc đó, Vân Chi đi chơi về, cô nhìn thấy Gia Huân và Giáng My đứng cạnh nhau. Vân Chi lại bực mình, cô nghiến răng: "Giáng My, cậu biết là tôi thích Gia Huân. Tôi còn nói với cậu, tôi thích Gia Huân. Thế mà cậu lại cướp Gia Huân của tôi. Giáng My, cậu giỏi thật. Thế mà trước mặt tôi, cậu lúc nào cũng ra vẻ là cậu coi tôi là bạn thân, bạn tri kỷ của cậu. Thế mà cậu cướp Gia Huân của tôi. Cậu sống giả tạo quá, Giáng My." Vân Chi chờ tới khi Gia Huân đi về, cô vào nhà. Chi thấy My đang cầm đôi giày xem. "Vân Chi, cậu đi đâu về thế?" Vân Chi không nói gì, cô đi lại gần Giáng My, nhìn chằm chằm đôi giày trên tay Giáng My. "Giày Gucci, xịn đấy." "Đôi giày này là giày xịn à? Tôi có biết gì đâu, hay là giày đều nhỉ?" "Đôi này giày xịn, giá hơn 30 triệu đấy. Ai tặng mà VIP thế?" "À..." Giáng My ngập ngừng không nói, Vân Chi trả lời luôn: "Gia Huân tặng đúng không?" "Ủa, sao cậu biết?" "Tớ đoán thôi, cậu đi ăn cùng anh ấy về, tớ nghĩ là anh ấy tặng, chứ còn ai nữa." "Ừ, tớ cũng không biết tại sao sếp lại tặng mình giày nữa." Vân Chi nhếch mép rồi bảo: "Giáng My, tớ hỏi cậu một câu nhé." "Ừ, cậu hỏi đi." "Cậu thích Gia Huân à?" "Không, không hề, làm gì có chuyện đấy. Tớ với sếp Huân chỉ là sếp và nhân viên thôi, không có gì đâu." "Cậu nói không có gì, tại sao cậu đi ăn cùng sếp lại nhận quà của sếp?" "Giáng My, cậu nói dối mình đúng không?" "Không phải đâu, mình không nói dối mà, mình nói thật, giữa mình và sếp không có gì đâu." "Thôi được rồi, mình tin cậu lần này." Giáng My thấy Chi giận dỗi, cô hiểu ngay là do cô đi ăn tối cùng Gia Huân, Vân Chi mới giận như vậy. Giáng My thở dài rồi bảo: "Vân Chi à, cậu thích Gia Huân đúng không?" "Đúng thế, tớ rất thích anh ấy."
Nhưng tớ nghe giọng anh ấy, hình như anh ấy không thích cậu, cậu đang đơn phương à? Cứ cho là vậy đi, nhưng tớ theo đuổi anh ấy tới cùng, tới khi nào anh ấy thích tớ thì thôi. Vậy à? Chi lại tiếp tục dằn mặt Giáng Mi. Cậu cũng biết tớ thích Gia Huân rồi đấy, cậu tuyệt đối không được xen vào giữa tớ và Gia Huân đâu. Nếu không, tớ sẽ không để yên cho cậu đâu, Giáng Mi. Giáng Mi thấy Vân Chi hơi vô lý, nhưng cô vì không muốn tình bạn của hai người rứt mẻ, cô gật đầu. Tớ hiểu rồi, cậu yên tâm, tớ không xen vào giữa cậu và Gia Huân đâu. Cậu hiểu được như vậy là tốt rồi. Nói rồi, Vân Chi chẹp miệng, thái độ vô cùng khó chịu. Trên đời này, nhiều người sống thực dụng lắm, đừng có vì tiền mà bán rẻ thân xác như vậy. Giáng Mi cảm thấy Vân Chi như đang nói ám chỉ mình. Cô hỏi lại, Vân Chi, cậu nói tớ à? Mình chỉ nói vu vơ vậy thôi, chúng ai thì chúng. Đi ngủ thôi, hôm nay mệt quá. Vân Chi này, tớ mang đồ ăn về cho cậu đấy, cậu ăn xong rồi đi ngủ. Vân Chi cười khẩy rồi bảo, cậu nghĩ tôi còn tâm trạng để ăn đồ cậu mang về à? Cậu giữ lại mà ăn đi. Thái độ của Chi bộc lộ rõ ra ngoài, cứ như Giáng Mi là người có lỗi với Chi vậy. Giáng Mi bị oan, tủi thân, nhưng cô không thể thanh minh cho mình. Và liệu tình bạn của hai người có được bền lâu? Tình bạn của Giáng Mi và Vân Chi ở trên bờ vực thẳm, tất cả cũng chỉ vì Vân Chi ích kỷ vô cùng. Sáng hôm sau, Giáng Mi dậy làm đồ ăn, sau đó cô gọi Vân Chi. Vân Chi, dậy đi, tớ làm đồ ăn sáng cho cậu rồi đây này, cậu dậy ăn sáng, uống thuốc đi. Vân Chi tỉnh giấc, cô nghe thấy Giáng Mi gọi mình nhưng không trả lời. Mi nói tiếp, cậu dậy ăn sáng rồi uống thuốc đi, tớ đi làm đây. Vân Chi vẫn im lặng, không trả lời. Chờ tới khi Giáng Mi đi ra khỏi nhà, Vân Chi mới đứng dậy đi ra ngoài, nhìn bát cháo gà nóng hổi trên bàn, cô nhếch mép bảo, giả tạo. Sau đó Vân Chi bê bát cháo mà Giáng Mi nấu cho mình, đổ thẳng vào trong thùng rác. Tôi không thèm ăn đồ cậu nấu đâu, đồ giả tạo. Giáng Mi tới công ty, cô thấy trên bàn làm việc của mình có chậu hoa nhỏ đáng yêu. Đẹp quá, chậu hoa của ai để đây nhỉ? Giáng Mi đang ngồi ngắm chậu hoa, cô nhận được tin nhắn của sếp Huân. Cô thích thì để trên bàn làm việc cho đẹp. Giáng Mi đứng dậy, đi vào trong phòng của sếp. Sếp Huân, anh tặng chậu hoa cho tôi làm gì? À, tôi thấy ai đó bỏ bên ngoài hành lang, tôi mang vào cho em đấy. Nếu em không thích thì bỏ đi. Trời ạ, chậu hoa đẹp vậy mà bảo bỏ à? Ừ, thì em giữ lại. Tôi thấy để ở góc bàn làm việc của em cũng đẹp đấy. Vậy thì tôi giữ, cảm ơn sếp. Giáng Mi bê chậu hoa nhỏ ra ngoài, cô để ở trên bàn làm việc của mình. Nhìn thấy cô nâng niu chậu hoa, Gia Huân vui lắm, anh ngồi cười một mình. Chuông điện thoại của anh vang lên, anh nghe máy. Alo, tôi gửi chậu hoa tới cho anh nhận được chưa? Tôi nhận được rồi, anh nhắn tin số tài khoản cùng số tiền để tôi gửi tiền cho anh. Dạ vâng. Gia Huân rõ ràng là đặt chậu hoa nhỏ trên mạng, mất tiền, mất thời gian. Nhưng anh bảo với Giáng Mi, anh nhặt ở hành lang. Rõ ràng là anh đang có ý tình với nhân viên của mình mà anh không dám thừa nhận. Lúc nào cũng nói ra những câu lạnh lùng vô tình, nhưng trái tim của anh luôn hướng về cô. Buổi trưa, Giáng Mi và chị Hường ngồi ăn cơm ở căng tin công ty. Gia Huân đi xuống, anh lấy suất cơm đi về chỗ Giáng Mi. Chị Hường, Giáng Mi, tôi ngồi đây được chứ? Chị Hường ngạc nhiên. Sếp Huân hôm nay xuống đây ăn cơm à? Bình thường sếp ăn trên phòng cơ mà. Thì lâu lâu tôi cũng nên thay đổi một chút cho hợp với mọi người. Vâng sếp. Gia Huân ngồi cạnh Giáng Mi. Anh nhìn Giáng Mi rồi nháy mắt một cái khiến cô hoang mang. Cô nuốt không trôi miếng cơm. Sếp ăn đi, sếp đừng nhìn tôi như vậy, tôi sợ đấy. Sao em lại sợ tôi? Tôi có làm gì đâu. Tôi không quen, sếp đừng như vậy mà. Vậy thì phải làm sao để em quen đây? Chị Hường tròn xoay mắt nhìn sếp Huân. Chị Hường liền hỏi. Chị nhìn sếp Huân lạ lắm nhé. Hôm nay, sếp Huân xuống đây. Sếp Huân thích Giáng Mi có đúng không? Gia Huân thản nhiên trả lời. Vâng, chị. Hả? Tôi thích Giáng Mi. Giáng Mi đang gặm miếng sườn chua ngọt. Cô nghe Gia Huân nói thích mình. Cô giật mình, miếng sườn trong miệng cũng rơi ra. Cô ấp úng hỏi Gia Huân. Anh nói gì cơ? Tôi thích em. Anh bị điên rồi, anh điên rồi. Sao anh có thể thích người như tôi chứ? Tôi cũng không biết, nhưng tôi thích em ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau ở bữa tiệc sinh nhật em gái tôi rồi. Rồi lúc tôi đưa em về nhà, tôi thích em rồi. Giáng Mi bịt mồm Gia Huân. Anh nói lung tung gì thế?
anh mau về phòng làm việc của anh mà ăn cơm đi, mau đi đi. Sao em lại đuổi tôi? Đi đi, nhanh lên. Ừ hay, tôi đang ăn cơm mà, trời đánh, tráng miệng ăn. Bây giờ anh có đi về phòng không? Gia Huân thấy Giáng My quát, anh bê khay cơm rồi đi về phòng. Chị Hường hỏi Giáng My. Em mau khai thật đi, em và sếp Huân yêu nhau đúng không? Giáng My vội vàng thanh minh. Không, không phải chị à, em và sếp Huân sao có thể chứ? Chính sếp Huân vừa nói hai người yêu nhau từ bao giờ thế? Không phải mà, em thề không phải đâu, sếp Huân chỉ tiện mồm trêu em thôi. Sếp Huân không phải là người tùy tiện đâu, chị nhìn chị biết, sếp Huân thích em đấy, thích thật đấy. Không, chị đừng nói vậy mà, đừng có nói linh tinh, không lại mang tiếng em. Ừ, chị biết rồi, chị không nói linh tinh đâu, chuyện này một mình chị biết. Giáng My thở dài ngao ngán, cô không biết phải làm sao nữa. Cô bắt đầu cảm thấy mọi chuyện rắc rối sắp ập xuống mình rồi. Bụng cô đói, nhưng cô nghĩ tới những lời Gia Huân nói, cô lại nuốt không trôi. Chị Hường trêu, sao, người có tình yêu không ăn cơm được à? Thôi, em xin chị đừng trêu em không muốn gặp rắc rối đâu. Thôi không trêu nữa, mà chị thấy như vậy cũng tốt mà. Thôi em xin chị mà, tốt cái gì chứ? Giáng My bỏ rửa bữa cơm, cô đứng dậy đi về phòng. Từ khi đó, Giáng My bắt đầu tránh mặt sếp Huân. Sếp Huân nhắn tin cho cô không trả lời. Sếp gọi cô không nghe máy. Hết giờ làm, tuy chưa làm hết việc, nhưng cô nhanh chóng ra về. Thấy cô tránh mặt, Gia Huân khó chịu lắm. Anh lái xe tới trước cổng nhà tìm Giáng My. Giáng My, em có nhà không? Vân Trì đang ngồi trong phòng, nghe tiếng người gọi, cô bảo. Ai đấy? Anh Huân đây. À, anh Huân à, mời anh vào trong. Cảm ơn em. Anh ngồi đi ạ, để em lấy nước mát cho anh. Không cần đâu, anh đi luôn bây giờ. Anh đi luôn? Thế anh tìm em có việc gì? Anh không tìm em, anh tới tìm Giáng My. Cô ấy đâu rồi? Vân Trì thất vọng vô cùng, cô thở dài. Giáng My đang tắm, anh tìm cô ấy làm gì? Anh có việc. Việc gì thế? Em bớt nhiều chuyện đi, Vân Trì. Câu nói của Gia Huân như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Trì. Trì bực lắm, nhưng cô vẫn cố gắng nhẫn nhịn. Giáng My tắm xong, cô đi ra ngoài. Vừa đi cô vừa cầm khăn lau tóc của mình. Nhìn thấy Gia Huân, cô giật mình. Gia Huân! Đi thôi. Gia Huân cầm tay Giáng My kéo cô. Ờ, sếp kéo tôi đi đâu? Công ty có chút việc, chúng ta đi thôi. Công ty có việc, việc gì mà gấp thế? Em cứ ra xe ô tô, rồi tôi nói cho em biết. Gia Huân vội vàng kéo Giáng My đi ra xe ô tô. Em lên xe đi. Việc gì mà gấp thế sếp? Cứ đi, rồi nói sau. Gia Huân lái xe đi thẳng. Giáng My còn chưa biết là công ty xảy ra việc gì, sếp Huân vội vàng như vậy. Gia Huân lái xe đưa Giáng My ra thẳng cầu Nhật Tân. Anh dừng lại. Tới rồi. Giáng My ngơ ngác hỏi Gia Huân. Sếp Huân, sao anh đưa tôi ra đây? Chúng ta đi hóng gió cho mát. Anh điên rồi, anh mau đưa tôi về đi. Giáng My mới tắm gội xong, tóc cô còn ướt, cô hơi lạnh, gió thổi mạnh quá. Gia Huân cởi áo vest của anh khoác lên người của cô. Em có lạnh không? Lạnh chứ, anh hỏi thừa à? Gia Huân ôm lấy cô. Em lạnh để tôi ôm em. Bỏ tôi ra. Tôi không bỏ đâu, em biết tôi thích em mà. Tôi không biết gì cả. Em không biết, vậy để tôi nói lại. Giáng My, tôi thích em. Em có đồng ý để tôi chăm sóc em, ở bên em cả đời không? Không, tôi không đồng ý đâu. Sao vậy? Em không cần suy nghĩ à? Tôi không cần. Vậy tôi xin phép được hôn em. Vừa nói, Gia Huân vừa đặt lên môi Giáng My nụ hôn. Giáng My đứng đơ người ra. Cô không thể hiểu Gia Huân là người thế nào. Anh ấy nói gì, anh ấy hành động luôn, khiến cô không kịp trở tay. Nhưng khi hôn Gia Huân, trái tim cô lại đập loạn. Không lẽ cô đã bắt đầu rung động trước anh rồi? Sau khi Gia Huân và Giáng My đi rồi, Trì giận dữ vô cùng. Cô cầm cái cốc thủy tinh trên bàn, ném thẳng vào cánh cửa, khiến cái cốc vỡ tan, mảnh sành bắn tung tóe trước cửa nhà. Vân Trì nghiến chặt răng. Khốn khiếp, đồ giả tạo, mày cướp Gia Huân của tao, mày sẽ chết với tao. Sau đó Vân Trì đi vào phòng của My, mở tủ quần áo của My. Trì cầm kéo, cắt luôn chiếc váy của My. Tất cả quần áo của My đều bị Trì cắt hết. Ánh mắt ghen tị của Trì bộc lộ rõ ràng. Thật sự, lúc này Vân Trì quá đáng sợ.
chỉ vì không đạt được mong muốn của mình, cô nhẫn tâm cắt hết quần áo của bản thân. Gia Huân lái xe chở Giáng My về tới cổng, anh vui vẻ bảo, ngày mai em dọn đồ, anh tới đón em đi nhé. Nhất định phải chuyển đi à? Ừ, em nên chuyển đi là tốt nhất. Anh sợ em ở cùng Vân Chi nhiều chuyện, rắc rối lắm. Em vẫn chưa biết nói thế nào với Vân Chi. Em cứ nói em về nhà, đơn giản mà. Cứ biết thế đã. Em suy nghĩ rồi trả lời anh đi, anh đợi câu trả lời của em đấy. Sao anh không yêu Vân Chi mà lại yêu em? Yêu là yêu thôi, làm sao anh biết được. Em đồng ý làm người yêu của anh nhé. Em đã nói với anh lúc nãy rồi, em cần thời gian suy nghĩ. Anh biết rồi, vậy em suy nghĩ một ngày thôi. Một ngày làm sao kịp chứ? Thế hai ngày, em hôn anh rồi, em phải chịu trách nhiệm với anh chứ. Anh nói linh tinh, em đi về đây. Ừ, em về đi, anh cũng về đây, lát về nhớ nhắn tin cho anh. Vâng, anh đi cẩn thận. Anh nhớ rồi, công chúa của anh. Giáng My nhìn Gia Huân, cô có chút động lòng. Thế là sau 30 năm cuộc đời, Giáng My đã biết rung động trước tình cảm chân thật của một người đàn ông, một người từng lập ra nguyên tắc sống độc thân cả đời, thế mà nay đã bị lay động bởi Gia Huân. Đừng nói là nói trước bước hôm qua, bây giờ cô không dám nói mạnh mồm như trước nữa. Giáng My đi vào tới cửa, cô để dép lên kệ, đi vào nhà. Chân cô giẫm phải mảnh thủy tinh lúc tối Vân Chi ném cốc. Đau quá! Mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm thủng chân Giáng My, máu chảy phun ra. Giáng My đau quá, cô ngồi xuống xem vết thương của mình, mong cô ngồi phải một mảnh thủy tinh. À! Thế là giờ Giáng My bị thương cả chân và mông. Cô nhìn xung quanh, thấy rất nhiều mảnh thủy tinh sắc nhọn. Giáng My đau quá, cô gọi Vân Chi. Vân Chi ơi! Vân Chi! Cậu đâu rồi? Giáng My gọi nhưng không thấy Vân Chi đâu, vì ban nãy Chi tức giận, cô ta bỏ đi chơi với bạn rồi. Giáng My cố gắng đi vào phòng, mở tủ lấy khăn để bịt vết thương. Cô nhìn quần áo của mình trong tủ bị cắt, cô vô cùng hoang mang. Sao quần áo của mình lại bị cắt nham nhở thế này? Lúc nãy mình tắm xong, mình thay đồ, mọi thứ vẫn bình thường mà. Giáng My nhớ lại ánh mắt căm hận của Vân Chi, cô hiểu ra. Vân Chi cắt quần áo của mình sao? Vân Chi muốn trả thù mình à? Giáng My không biết phải làm sao, cô lấy điện thoại gọi cho Gia Huân. 5 phút sau, Gia Huân quay lại, nhìn thấy cô bị đau, anh lo lắng vô cùng. Anh vội đưa cô tới bệnh viện kiểm tra vết thương. Sau đó vì sợ Giáng My gặp điều gì đó không tốt, anh chở cô về căn biệt thự của mình. Em ở đây nhé, để mai anh tới nhà Vân Chi lấy đồ cho em. Đây là nhà của anh à? Ừ, anh mới mua đợt đầu năm, mấy tháng không có người ở, giờ mới có em tới đấy. Thật ra anh đưa em về nhà Vân Chi cũng được mà. Anh không yên tâm để em cùng Vân Chi đâu. Vân Chi không có ý thức gì cả, cốc làm vỡ không chịu thu dọn, để nguyên đó cho người khác dẫm phải. Cô ta còn cắt quần áo của em, không chấp nhận được. Giáng My vẫn nói đỡ cho bạn của mình. Anh à, chắc cái Chi nó quên thôi. Còn quần áo thì em cũng không biết có phải là Chi cắt không. Chúng ta không có bằng chứng mà. Anh nghĩ là Chi cố ý đấy. Sao có thể quên được? Em ở đây đi, căn nhà này của anh, yên tâm mà ở. Vâng, để em gọi điện báo cho Chi một câu. Giáng My gọi điện cho Vân Chi, nhưng Vân Chi không nghe máy. Cô nhắn tin cho Vân Chi, báo cho Vân Chi biết cô chuyển đi, không ở cùng Vân Chi nữa. Vân Chi ngay lập tức gọi lại cho Giáng My. Vân Chi à? Cậu chuyển đi à? Ừ, tớ chuyển về nhà tớ ở một thời gian. Cậu chuyển về nhà hay là cậu chuyển đi theo Gia Huân? Trước lời chất vấn của Vân Chi, Giáng My gật đầu thừa nhận. Ừ, tớ chuyển ra ngoài một phần cũng vì Gia Huân, còn một phần là vì cậu. Tớ biết cậu thích Gia Huân. Khi cậu thấy Huân quan tâm tớ, cậu buồn lắm, cậu giận tớ. Tớ chuyển đi để mọi chuyện không đi xa hơn. Tớ biết cậu giận tớ, nhưng tớ mong cậu bình tâm, suy nghĩ lại đi Chi ạ. Rõ ràng là cậu biết tớ thích Gia Huân, cậu vẫn cố tình cướp anh ấy từ tớ. Chi này, tớ biết cậu thích Gia Huân cũng biết mà. Nhưng cậu cũng biết rồi, Gia Huân không thích cậu. Anh ấy cũng nói rõ với cậu rồi đúng không? Rõ ràng là Chi thích đơn phương Gia Huân. Chính Gia Huân cũng nói thẳng anh không có tình cảm với Vân Chi. Nhưng Vân Chi vẫn cố chấp, cho rằng chính Giáng My là người cướp Huân của cô. Sao trên đời này lại có người bạn ích kỷ như vậy, cố chấp đổ lỗi cho bạn của mình chứ? Vân Chi một mực cho rằng chính Giáng My là người có lỗi.
Nếu cậu không về ván anh Huân của tớ, anh ấy đã không như vậy đâu. Tất cả là do cậu, mình ghét cậu, mình hận cậu. Vân Chi, cậu bình tĩnh đi, nghe mình nói đi mà. Cậu không cần nói nữa, cậu muốn dọn đi chứ gì. Được, tôi cũng không muốn nói nhiều. Cậu ở với tôi 2 năm, cậu trả cho tôi 100 triệu tiền nhà đi. Giờ tôi gửi số tài khoản sang cho cậu, 100 triệu đó, coi như tiền thuê trọ. Sau này, tình bạn của chúng ta chấm hết, cậu nghe rõ chưa? Vân Chi, sao cậu có thể... Sao lại không thể? Nhà tôi đâu phải chạy trẻ mồ côi. Cậu muốn chuyển đi đâu thì chuyển, cứ chuyển tiền cho tôi. 2 năm trước, chính cậu năn nỉ mình về ở với cậu mà. Sao bây giờ cậu đòi tiền mình? Không có bữa ăn nào miễn phí. Nói gì chuyện cậu ở nhà tôi 2 năm. Trả tiền đi, đừng có nói nhiều. Vân Chi nói xong cô tắt máy luôn. Giáng My ngồi buồn bã, trong lòng cô cảm thấy thất vọng. 2 năm trước, chính Vân Chi năn nỉ cô về ở cùng Vân Chi. Giáng My đi chợ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa. Mọi việc Giáng My làm hết, Vân Chi không phải mó tay vào việc gì. Có thể nói, Giáng My giống người giúp việc của Vân Chi. Cô còn kiêm luôn vai bảo mẫu, đưa đón chăm nom những đêm Vân Chi say rượu. Cuối cùng, thứ mà Giáng My nhận được là lòng dạ xấu xa của người bạn ích kỷ. Giáng My buồn thất vọng Vân Chi nhiều lắm. Cô chuyển cho Vân Chi 100 triệu, sau đó cô về lấy đồ đạc của mình. Nhưng khi Giáng My về tới trước cổng nhà, thì thấy Vân Chi đang đốt đồ đạc của cô, ngọn lửa cháy bùng bùng, tất cả đồ đạc của Giáng My bị Vân Chi đốt bằng sạch. Ngọn lửa cháy bùng, nghi ngút, khiến cho tình bạn của Giáng My và Vân Chi lụi tàn trong phút chốc. Không còn gì để mang đi nữa, Giáng My quay mặt bước đi, Vân Chi liền nói giọng thách thức. Mọi chuyện chỉ là bắt đầu, mày cứ chờ quả báo đi, Giáng My. Giáng My không nhịn nữa, cô quay lại hỏi Vân Chi. Tại sao cậu lại biến thành người nhẫn tâm vô cảm như vậy? Ngày xưa cậu có như vậy đâu. Vân Chi nhếch mép. Vì mày cướp gia huân của tao, mày cướp tình yêu của tao, mày phải trả giá, hiểu chưa? Mình không cướp gia huân của cậu, gia huân cũng không phải là bạn trai của cậu. Cậu có tư cách gì mà nói mình cướp anh ấy chứ? Nếu không vì mày xuất hiện, anh ấy đã không phũ phàng với tao. Tất cả là tại mày. Cậu nhầm rồi, mình không xuất hiện. Anh ấy là sếp của mình nên ở công ty mình và anh ấy quen biết nhau. Anh ấy theo đuổi mình, người anh ấy thích là mình. Còn cậu đơn phương thích anh ấy, cậu đổ lỗi cho mình cướp anh ấy. Mình không cướp của cậu, cậu đừng có suy nghĩ cố chấp như vậy. Thôi, mày đừng có mà văn vở, cút đi. Từ giờ chúng ta bắt đầu cuộc chiến, ai thắng ai thua chưa biết đâu. Mình không muốn nói nhiều với cậu đâu, mình chỉ muốn biết lý do tại sao cậu đốt hết đồ của mình. Tao thích đốt thì tao đốt. Những thứ gì có liên quan tới mày, tao đốt hết. Vì tao nhìn thấy tao ngứa mắt. Như vậy là phạm pháp, mình có thể kiện cậu đấy. Mày thích kiện thì cứ kiện, mày nghĩ tao sợ à? Mình không còn gì để nói với cậu nữa. Giáng My thất vọng vô cùng. Cô không còn gì để nói với Vân Chi. Vân Chi quá cố chấp, ích kỷ. Tất cả mọi lời nói của Giáng My bây giờ hoàn toàn không có tác dụng. Giáng My buồn bã. Cô đi về nhà với bố mẹ. Cô không ở nhà Gia Huân. Cô sợ nếu cô ở nhà Gia Huân, mọi chuyện càng thêm rắc rối. Nút thắt hiểu lầm giữa cô và Vân Chi chưa được tháo gỡ. Cô về nhà ở với bố mẹ thì như vậy hợp lý hơn. Gia Huân về nhà Giáng My chơi. Anh hỏi thăm và tìm tới đúng nhà bố mẹ Giáng My. Lúc đó mẹ của Giáng My đang quét cổng. Dạ, con chào cô. Ai đấy? Dạ, cháu là Gia Huân, bạn trai của Giáng My. Giáng My có nhà không cô? Nghe hai từ bạn trai, mẹ của Giáng My mắt sáng bừng. Hả? Cháu là bạn trai của cái My thật à? Dạ vâng. Không, không thể nào. Cái My nhà bác nó đang ế. Nó đã có bạn trai đâu. Vừa hôm qua cô hỏi, nó vẫn nói là không có bạn trai. Cháu lừa cô đúng không? Cháu không lừa cô đâu. Cháu và Giáng My mới quen nhau, cũng đang tìm hiểu. Chắc là cô ấy ngại nên giấu thôi. Thế à? Cháu mau vào nhà đi. Cái My nó đi chợ, cũng sắp về rồi đấy. Bà Lý kéo Gia Huân vào nhà gọi to. Ông Quang ơi, nhà có khách quý, nhà có khách quý đây này, ông Quang ơi. Bố Giáng My ở trong nhà đi ra hỏi. Có chuyện gì thế bà? Ông ra mà xem, bạn trai cái My nó về chơi. Đâu, đâu? Gia Huân cúi đầu chào. Cháu chào chú ạ. Ông Quang tròn xoe mắt. Cháu là bạn trai của My thật à? Dạ vâng. Cháu là Gia Huân. Đúng là tin tốt đây mà. Cháu ngồi đi. Bà, nhanh lấy trái cây ra mời khách. Vâng, ông pha trà đi, để tôi đi lấy trái cây.
Ông Quang và bà Lý mong chờ mãi. Cuối cùng, cô con gái quý hóa tròn 30 tuổi của mình cũng có bạn trai tới nhà chơi. Khỏi phải nói, ông bà quý Gia Huân ra mặt. Ngồi nói chuyện một lúc, bà Lý bắt đầu hỏi dò về công việc của Gia Huân. Cháu đang làm công việc gì? Cháu làm bên lĩnh vực tổ chức sự kiện. Thế cháu làm cùng công ty của My không? Dạ có ạ. Tốt quá, hai đứa làm chung như vậy, tốt quá rồi. Dạ vâng. Thế bố mẹ cháu có khỏe không? Mẹ cháu mất rồi, bố cháu đang ở Mỹ, cháu và em gái cháu ở đây. À, thế cháu có xác định với cái My nhà cô không? Ông Quang thấy bà Lý hỏi nhiều, ông bảo. Kìa, sao bà hỏi lạ thế? Thì tôi hỏi để biết, cái My nhà mình nhiều tuổi rồi, giờ tôi muốn nó lấy chồng. Giờ đã yêu là phải xác định cưới, chứ cái My nó không còn trẻ để yêu đương lăng nhăng đâu. Tôi hiểu bà nghĩ gì, nhưng mà chúng ta cũng nên nói với cái My. Ai lại nói với Gia Huân? Tôi kệ, tính tôi thế đấy. Gia Huân bảo, cháu xác định với Giáng My, cháu muốn cưới cô ấy, nhưng cô ấy chưa xác định với cháu, nhờ cô chú nói giúp ạ. Thế là ông Quang và bà Lý đồng ý luôn. Được, được, để cô chú nói giúp cho. Tối nay, cháu ở lại đây ăn cơm với cô chú nhé. Dạ vâng, cháu xin phép cô chú, cháu về đây ăn cơm cùng gia đình thường xuyên có được không? Được, được chứ. Cô chú lúc nào cũng tiếp đón cháu, mà cháu có uống được rượu không? Dạ, cháu có ạ. Tốt quá, chú ngâm nhiều rượu lắm, không có ai uống cùng chú, chán lắm. Vậy từ giờ trở đi, cháu sẽ uống cùng chú nhé. Được luôn, thế mới xứng làm con rể của cô chú chứ. Gia Huân khéo ăn nói, bố mẹ Giang My quý anh lắm. Mới gặp nói chuyện, anh cứ như con rể của ông bà rồi. Bà Lý vội vàng đi chợ mua thêm đồ ăn, tiếp đón con rể tương lai. Giáng My đi mua đồ về tới cổng, cô thấy xe ô tô của Gia Huân. Xe của sếp Huân đây mà, anh ấy về đây sao? Giáng My đi vào trong, cô thấy Gia Huân đang ngồi chơi cờ với bố cô. Sếp Huân, sao anh về đây? Gia Huân nói giọng tỉnh bơ. Anh về thăm bố mẹ em đi chợ về à? Nấu cơm đi, anh với bố đánh cờ một lát. Em tưởng hôm nay anh đi gặp khách chứ. Anh đổi lịch sang ngày mai, nay chủ nhật, ngày nghỉ mà em. Vâng, nhưng mà... Ông Quang quát. Con bé kia, đi nấu cơm đi. Không thấy bố và Gia Huân chơi cờ à? Cứ đứng lại nhảy mãi. Vâng, con biết rồi. Gia Huân trở thành con rể quý của ông bà Quang Lý. Hai ông bà mừng lắm. Mấy năm nay ông bà mong mãi, dục mãi. Cuối cùng, con gái của ông bà cũng có bạn trai. Ông bà càng bất ngờ hơn khi biết Gia Huân là giám đốc của Giáng My, gia đình khá giả. Bố mẹ tác động nhiều, cộng thêm độ lì mặt của Gia Huân, Giáng My cũng động lòng. Cô bắt đầu có suy nghĩ lấy chồng. Mới một tháng trước thôi, cô vẫn giữ tư tưởng không lấy chồng, sống độc thân cả đời. Nhưng Gia Huân xuất hiện, khiến trái tim đóng băng của cô tan chảy dần dần. Cô có được một người bạn trai hoàn mỹ về mọi mặt, nhưng cô lại mất đi một thứ, đó là người bạn thân của cô, Vân Chi. Gia Huân và Giáng My chính thức công khai hẹn hò. Gia Huân đưa Giáng My về nhà anh chơi, ra mắt cô với em gái của anh là Thiên Ân. Vì trước Vân Chi cố tình nói xấu Giáng My với Thiên Ân tỏ vẻ không thích Giáng My ngay lần đầu. Tới khi Gia Huân đưa Giáng My về nhà, Thiên Ân gọi điện cho Vân Chi. Tớ nghe đây. Chi à, tối nay anh Huân đưa Giáng My về nhà chơi đấy. Ồ, vậy à. Tớ nhìn Giáng My, tớ thấy không ưa cậu ạ. Vân Chi bắt đầu nói xấu Giáng My. Thế là Giáng My đã mồi chài thành công anh Huân rồi đấy. Hôm trước, Giáng My nói với tớ nhất định nó sẽ trở thành bà chủ của công ty. Kế hoạch của nó là vậy. Thiên Ân nghe Vân Chi nói vậy, cô tức lắm. Trời đất, sao cô ta trơ trẽn thế? Cô ta tiếp cận anh trai tớ để đạt mục đích làm bà chủ à? Đúng vậy, Giáng My không hề thật lòng với anh trai cậu đâu. Giáng My, cô ta chỉ mê tiền thôi. Anh Huân đúng là ngốc mà. Quen ai không quen, lại quen với người không ra gì là Giáng My. Thế mới buồn chứ. Tớ trước ở cùng Giáng My 2 năm, Giáng My là người thế nào, tớ biết rõ mà. Giáng My sống thực dụng lắm, chuyên moi tiền đàn ông, bán thân nuôi miệng đấy. Trước những câu nói ác ý của Vân Chi, trong mắt Thiên Ân bây giờ, Giáng My là một người vô cùng xấu xa. Thiên Ân còn nói với Vân Chi, cô sẽ tìm cách ngăn cản anh trai mình quen một người xấu tính như Giáng My. Tớ sẽ tìm cách ngăn cản anh trai tớ. Anh tớ hoàn hảo như vậy, sao có thể quen một người không ra gì như Giáng My? Tớ biết là cậu sẽ ngăn cản, nhưng mà cậu có ngăn cản được không?
Mi sống thủ đoạn lắm, tớ sợ cậu không làm gì được cô ta đâu. Thế tớ phải làm sao đây? Vân Chi, cậu giúp tớ với. Được, tớ sẽ giúp cậu. Vân Chi và Thiên Ân bản tính kế sách, ngăn cản Gia Huân và Giang Mi. Thiên Ân ngây thơ trong sáng, chưa trải sự đời, Vân Chi nói gì cũng tin. Gia Huân đưa Giang Mi về tới cổng, anh định đi vào nhà chào hỏi bố mẹ vợ tương lai. Giang Mi kéo anh lại. Muộn rồi, anh về đi, còn vào nhà em làm gì? Vẫn sớm mà, anh vào nhà chơi với bố mẹ một lát rồi về. Thôi, hơn 10 giờ rồi, anh về nhà nghỉ đi, cũng xa đấy, không phải gần đâu. 20 cây thôi mà, anh đi 20 phút là về rồi. Thôi, thôi, anh về đi, chủ nhật rồi về đây với em cũng được mà. Ừ, thế thôi anh về đây, chủ nhật anh ghé nhé, em bảo với bố mẹ. Vâng, em nhớ rồi, anh lái xe cẩn thận. Gia Huân về nhà, Thiên Ân gọi ngay. Anh Huân, anh về rồi à? Ừ, muộn rồi, em chưa đi ngủ à? Em chờ anh, chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không? Ừ, có chuyện gì thế? Anh định lấy Giáng My à? Ừ, anh sẽ thông báo cho bố biết, cuối năm nay anh cưới. Em nói thật, em không thích Giáng My, Giáng My không xứng với anh đâu. Tại sao em không thích Giáng My? Em có thể nói rõ với anh không? Vâng, em sẽ nói, nhưng anh không được giận em đâu. Anh không giận, anh em mình có gì nói thẳng, đừng có vòng vo nữa. Vâng, em thấy Giáng My sống thực dụng, lối sống hư hỏng, buông thả, ăn chơi đua đòi, lăng nhăng, lẳng lơ. Anh lấy người như vậy về làm vợ thì em sợ rằng hai người không lâu bền được đâu. Rồi khi gặp một người đàn ông hơn anh, Giáng My bỏ anh, chạy theo người kia. Sao anh có thể quen người như cô ta được? Gia Huân bực mình, anh cau mày hỏi Thiên Ân. Ai nói với em Giáng My sống thực dụng, hư hỏng, buông thả ăn chơi? Thì người ta thấy sao? Người ta nói vậy mà. Gia Huân gằn giọng. Có phải Vân Chi nói với em không? Anh Huân. Gia Huân gắt lên. Anh hỏi có đúng Vân Chi nói với em không? Trả lời anh đi. Đúng, Vân Chi ở cùng Giáng My 2 năm, nên Giáng My người thế nào, Vân Chi hiểu rõ mà. Gia Huân giận lắm, anh cố kìm nén cơn giận của mình, anh bảo. Thiên Ân, em nghe cho rõ đây, lời anh nói bây giờ, em nghe kỹ. Giáng My ở với Vân Chi 2 năm liền. Trong khoảng thời gian 2 năm, My là ô xin của Chi, kiêm luôn chân bảo vệ cho Chi. Mỗi lần Chi đi ăn chơi cùng bạn, Giáng My ở cùng Vân Chi canh chừng, chăm sóc cho Chi. Người ăn chơi hư hỏng, sống buông thả, bắt cá nhiều tay, sống thực dụng moi tiền đàn ông, chính là Vân Chi. Em biết vì sao Chi lại ghét Giáng My, tìm cách nói xấu Giáng My không? Là vì Chi nói thích anh, nhưng anh không thích cô ta. Người anh thích là My, cho nên Chi mới ghét My, tìm cách hại cô ấy. Đỉnh điểm là Chi đập vỡ cốc thủy tinh để My dẫm phải. Chi còn đốt quần áo của My, bắt My phải chuyển tiền cho cô ta 100 triệu đồng. Cô ta nói đó là tiền nhà 2 năm qua. Cô ta còn nói những lời lăng mạ Giáng My nữa. Anh mới là người cần phải hỏi em, tại sao em có thể chơi với người như cô ta đây? Thiên Ân nghe anh trai nói như vậy, cô không tin. Không, không đâu, Vân Chi không bao giờ nói dối em mà. Em gái, em ngây thơ lắm. Anh trai của em, một khi đã thích ai, thì anh sẽ về tận nhà người đó để tìm hiểu. Anh 30 tuổi rồi, anh đang quản lý cơ nghiệp của gia đình. Anh đủ tỉnh táo để lựa chọn người phụ nữ của mình. Anh có trẻ người non dạ mà để người ta lừa đâu. Em gái anh thật thà tốt bụng, dễ bị lừa lắm. Anh Huân, lời anh nói là thật à? Anh nói thật, em tin anh trai của mình hay là tin bạn của em? Anh chỉ muốn nói cho em hiểu, anh trai của em chắc chắn đáng tin hơn bạn của em đấy. Nếu Vân Chi nói sai sự thật về Giáng My, em xin lỗi. Anh cũng biết, em ít bạn mà, nên em tin Chi lắm. Em không ngờ Chi lại như vậy. Ừ, giờ em cũng nên ít qua lại với Vân Chi thôi, chọn bạn mà chơi. Bạn ít nhưng phải chất lượng, chứ như Vân Chi thì không nên đâu. Dạ vâng, em hiểu rồi. Trước khi nói gì thì em phải tìm hiểu cho kỹ rồi hãng nói, đúng hay là sai. Nghe qua người khác, mọi chuyện đã dễ dàng hướng khác rồi. Thôi, muộn rồi, anh đi ngủ đây, em nghỉ sớm đi. Dạ vâng. Thiên Ân ngồi suy nghĩ, cô thấy lời nói của anh trai mình cũng đúng. Anh trai cô là người thông minh, tài giỏi. Anh ấy đủ tỉnh táo để nhận biết đâu là đúng là sai. Anh trai cô không bao giờ mù quáng để người khác xỏ mũi đâu. Tự nhiên, Thiên Ân thấy mình ngốc nghếch khi quá tin người. Anh trai mà cô không tin, cô lại ngu ngốc tin lời nói dối của Vân Chi. Cũng may cô chưa nói gì gây tổn thương Giáng My, nếu không cô hối hận lắm.
Thiên Ân sau khi nghe anh trai giải thích mọi vấn đề, cô cũng không có ý định phản đối nữa. Cô tin tưởng vào sự lựa chọn của anh trai. Vân Chi tới tìm cô tránh mặt không gặp. Cô không muốn nghe Vân Chi nói xấu người khác, nhưng cô không muốn làm to chuyện. Cô chọn cách tránh mặt Vân Chi. Vân Chi không gặp được Thiên Ân, cô ta thất vọng. Thiên Ân đi đâu rồi? Mình tới tìm 3 lần, không gặp nó là sao? Không lẽ Thiên Ân cố tình tránh mặt mình? Lần thứ 4, Vân Chi tới gặp Thiên Ân, cô gặp Giáng Mi. Mi tới nhà Gia Huân chơi. Lúc đó, Gia Huân ra ngoài mua đồ ăn cho Giáng Mi, chỉ có mình Giáng Mi ở nhà. Vân Chi, cậu tới đây tìm Thiên Ân à? Ừ, Thiên Ân có nhà không? Thiên Ân sang Mỹ thăm bố rồi, Thiên Ân không kể với cậu à? Vậy à, không thấy Thiên Ân kể, mà cậu và Gia Huân chính thức công khai rồi à? Ừ, cậu thắng rồi, Giáng Mi, chúc mừng cậu. Vân Chi này, cậu đừng như vậy được không? Cậu cứ cố chấp như vậy, cậu không mệt à? Cậu thắng tôi rồi, chắc cậu sướng lắm nhỉ? Đấy không phải là việc thắng thua, cậu đừng nghĩ như vậy mà. Giáng Mi cố gắng giải thích cho Vân Chi hiểu, nhưng Vân Chi không hiểu, cô ta còn tỏ thái độ mất dạy. Sao, tao nói không đúng à? Mày thắng tao rồi, mày đang hạ hê đúng không? Thế mà trước mặt tao mày tỏ vẻ cao thượng, mày giống giả tạo quá đấy. Vân Chi, nếu cậu không thể nói chuyện tử tế được, cậu đừng nói nữa. Tao có thích nói đấy, mày tính làm gì tao? Mày định đánh tao à? Vân Chi giơ tay định tát Giáng Mi, Gia Huân trở về kịp thời. Anh tóm lấy tay Vân Chi giật lại. Cô có dừng lại trò vớ vẩn này không? Gia Huân, cô đừng gọi tên tôi, cô không đủ tư cách để gọi tên tôi, biến đi. Anh Huân, em... Cút. Vân Chi bị Gia Huân đuổi thẳng, cô ta ấm ức bỏ về. Gia Huân nắm tay Giáng Mi trách móc. Giáng Mi, em nói nhiều với cô ta làm gì? Cô ta đúng là điên rồi, không lẽ anh lại đánh cô ta? Anh bớt giận đi. Em tốt tính quá đấy, nên cô ta mất dạy. Lần này, anh cho qua, nhưng nếu có lần sau, anh đánh cô ta thật đấy. Dù phải mang tiếng là đánh phụ nữ, anh cũng đồng ý. Cô ta mất dạy quá mà. Thôi, anh bớt giận, dần dần Vân Chi sẽ hiểu ra vấn đề thôi. Dù cô ta có hiểu ra vấn đề, anh nghĩ em cũng không nên chơi với người như vậy đâu. Hôm trước anh bảo Thiên Ân rồi đấy. Bây giờ, Thiên Ân cũng không chơi với cô ta. Đàn bà con gái, xấu tính quá. Vì cô ấy thích anh mà. Thích anh mà cư xử như vậy à? Thôi, anh xin. Em hy vọng Vân Chi sẽ hiểu ra. Nếu không, em cũng thấy khó nghĩ lắm. Em không việc gì phải khó nghĩ cả. Sau bao nhiêu việc cô ta làm với em tha thứ cho cô ta lại may mắn lắm rồi. Thế nên, em đừng suy nghĩ gì nữa nhé. Dạ vâng. Anh mua nhiều đồ ăn lắm, ra đây, cùng nhau ăn đi. Vâng ạ. Bẵng đi một thời gian, Vân Chi không còn tìm Giáng Mi gây chuyện nữa. Vân Chi cũng chịu xin lỗi Thiên Ân. Cô ta thừa nhận cô ta nói xấu đặt điều cho Giáng Mi. Thiên Ân cũng bỏ qua chuyện cũ, thi thoảng hai người đi chơi cùng nhau, chỉ là không còn thân như trước. Gia Huân và Giáng Mi đang chuẩn bị làm đám cưới, cũng sắp diễn ra vào tháng sau rồi. Bố của Gia Huân cũng đã về nhà gặp bố mẹ Giáng Mi nói chuyện. Thế nhưng thật sự không thể ngờ được, sóng gió một lần nữa ập tới hai người. Hôm đó, Gia Huân đi về nhà Giáng Mi chơi tới 10 giờ đêm, anh chạy xe về nhà. Trên đường về, Gia Huân gặp tai nạn, xe của anh bị một chiếc xe khác đâm phải, khiến anh đâm vào cột mốc ven đường. Gia Huân được người dân ở gần đó phát hiện, đưa đi cấp cứu. Anh được chuyển vào phòng cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nghe tin, Giáng Mi lên bệnh viện ngay sau đó. Một tuần sau, Gia Huân tỉnh lại, nhưng trong đầu anh đã bị mất đi một khoảng trí nhớ rồi. Anh quên đi khoảng thời gian 3 năm qua. Anh cũng quên luôn Giáng Mi, cô vợ sắp cưới của mình, cùng những kỷ niệm tươi đẹp của hai người. Lúc Gia Huân tỉnh lại, chính bản thân anh còn hoang mang, không hiểu điều gì vừa xảy ra. Gia Huân, anh tỉnh rồi. Gia Huân, cảm ơn anh đã tỉnh rồi. Anh có biết em sợ thế nào không? Cô là ai? Sao tôi lại ở đây? Gia Huân, em là Giáng Mi đây. Sao anh lại nói vậy? Giáng Mi nào? Sao tôi lại ở đây chứ? Anh bị tai nạn, nhưng mà anh không nhớ gì à? Không, đây là Việt Nam à? Tôi đang ở Mỹ cơ mà. Tôi về Việt Nam khi nào? Giáng Mi vô cùng hoang mang khi thấy Gia Huân không nhận ra mình. Cô vội vàng gọi điện cho Thiên Ân. Thiên Ân cũng sốc lắm khi thấy anh trai mình không nhớ Giáng Mi là ai. Thiên Ân vội đi gọi bác sĩ, hỏi tại sao anh trai của mình không nhớ gì. Bác sĩ kiểm tra, chẩn đoán Gia Huân bị mất trí nhớ tạm thời. Khoảng thời gian gần đây nhất, anh ấy không nhớ.
nhưng bác sĩ bảo Gia Huân nghỉ ngơi điều trị tích cực một thời gian, có thể anh sẽ nhớ lại mọi chuyện. Do anh bị thương nặng ở đầu, anh đang bị mất trí nhớ tạm thời thôi. Những ngày Gia Huân nằm viện, Giáng My tận tình chăm sóc. Thế nhưng, thái độ của Gia Huân lạnh nhạt, anh không nhớ Giáng My là ai, anh không quan tâm cô. Giáng My buồn lòng lắm, nhưng cô vẫn tin rằng Gia Huân sẽ nhớ lại. Rồi chắc chắn anh sẽ nhớ cô, yêu thương cô, chăm sóc cho cô như lúc trước. Một tháng sau, Gia Huân được ra viện, Thiên Ân đưa anh về nhà. Anh nghỉ ngơi đi, để em mang đồ đi giặt. Ừ, cảm ơn em gái của anh. Không có gì. À, chị Giáng My vừa gọi điện cho em, bảo là hôm nay công ty có việc, chị phải ở lại làm, chị không tới đón anh được, giờ đang trên đường đến đấy. Gia Huân thở dài. Sao anh vẫn chưa thể nhớ ra Giáng My nhỉ? Anh rất muốn nhớ lại mọi chuyện, nhưng mà không được. Anh Huân, bác sĩ nói, nhất định anh sẽ nhớ lại mà, anh đừng suy nghĩ gì nhé. Mà sao anh có thể yêu Giáng My được nhỉ? Lại còn sắp tổ chức đám cưới, kỳ lạ thật. Anh lại như vậy rồi, dạo này em thấy anh lạnh nhạt với chị Giáng My lắm. Chị ấy là vợ sắp cưới của anh, hai gia đình nói chuyện người lớn rồi đấy. Nếu anh không bị tai nạn, bây giờ hai người đã kết hôn rồi. Lúc trước, anh yêu chị Giáng My lắm, anh chiều chị ấy vô cùng. Thế mà bây giờ anh mất trí nhớ, quên hết mọi chuyện, em thấy chị ấy buồn lắm. Thì anh không nhớ mà, anh thấy không quen khi Giáng My ở bên cạnh anh. Tháng sau anh về Mỹ. Anh về Mỹ ư? Anh về Mỹ làm gì? Bây giờ bố về quản lý công ty rồi, anh muốn về Mỹ nghỉ ngơi một thời gian. Anh bảo với bố rồi, bố cũng đồng ý cho anh về. Anh về Mỹ rồi, chị Giáng My biết làm thế nào? Giáng My ở đây còn công việc của cô ấy. Khi nào anh nhớ ra mọi chuyện, anh trở về. Cô ấy đợi thì đợi, không đợi thì thôi, anh cũng không cần. Gia Huân, anh nói vậy mà nghe được à? Sao lại không được? Anh coi chị ấy như người vợ của anh rồi, hai người sắp cưới. Bây giờ anh nói vậy, khác gì anh bỏ rơi chị ấy đâu. Em không đồng ý đâu. Nếu anh về Mỹ, anh phải đưa chị My về cùng. Phải thế thì anh mới nhanh chóng nhớ lại chứ. Anh không đồng ý, anh sẽ đi Mỹ một mình. Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Gia Huân vang lên. Thiên Ân nhìn màn hình điện thoại tên Thanh Trâm gọi tới. Thiên Ân như hiểu ra chuyện gì. Cô đi lại định cầm điện thoại của Gia Huân. Gia Huân nhanh tay cầm lấy, đi ra ngoài nghe. Thiên Ân ngồi xuống, cô nghĩ tới một chuyện đã xảy ra cách đây 4 năm về trước. Thanh Trâm, tại sao Gia Huân lại liên lạc với Thanh Trâm? Thanh Trâm chính là người yêu cũ của Gia Huân. Nhưng 4 năm trước, hai người đã chia tay, Thanh Trâm đã quen người đàn ông khác. Ngày đó Gia Huân đau khổ vô cùng, anh níu kéo Thanh Trâm nhiều lần nhưng không thành. Thời gian qua đi, Gia Huân cũng quên đi quá khứ của mình, anh tập trung lo cho sự nghiệp, không yêu ai nữa. Mấy năm trôi qua, anh trở về Việt Nam quản lý công ty của bố anh, rồi gặp Giáng My. Tới khi Gia Huân và Giáng My sắp tổ chức đám cưới, Gia Huân lại bị tai nạn, mất trí nhớ. Anh bị mất ký ức khoảng 3 năm trở lại, còn 3 năm trước anh nhớ hết. Không biết vì lý do nào đó, anh liên lạc lại với Thanh Trâm, còn đang có ý định trở về Mỹ trong thời gian tới nữa. Gia Huân đi ra ban công nghe điện thoại của bạn gái cũ. Anh nghe đây. Anh về tới nhà chưa? Anh mới về tới nhà, ở viện cả tháng trời, hôm nay được về, thoải mái quá. Vâng, anh nằm viện một tháng rồi à? Ừ, anh nằm viện tròn 1 tháng 10 ngày, mệt lắm. Em thương anh quá, mấy hôm nữa anh sang đây với em nhé, em sẽ chăm cho anh, yêu thương anh. Ừ, 1 tuần nữa anh sang, ở bên này chán quá. Thế còn chị Giáng My? Anh kệ thôi, anh đi rồi, cô ấy tự hiểu, bỏ cuộc thôi mà. Dạ vâng. Mà anh thấy lạ thật, sao anh có thể yêu người như Giáng My được nhỉ? Càng nghĩ càng khó hiểu. Chắc là do làm cùng công ty, anh phải lòng chị ấy thôi. Cũng may là giờ anh quên hết rồi, nếu không làm sao chúng ta có thể quay lại với nhau chứ? Ừ, em nói cũng đúng thật. Từ nay về sau, chúng ta không được xa nhau nữa, cơ hội không đến lần hai đâu. Em nhớ rồi, từ giờ em sẽ ám anh mãi, chúng ta cùng ở bên nhau, cùng già đi anh nhé. Ừ, anh đồng ý. Thanh Trâm, anh yêu em. Em cũng yêu anh, Gia Huân. Nói chuyện với Thanh Trâm xong, anh đi vào nhà, Thiên Ân đứng chờ sẵn. Anh Huân, anh vừa nói chuyện điện thoại với Thanh Trâm à? Ừ. Anh Huân, hai người chia tay nhau 4 năm rồi, sao bây giờ liên lạc lại với nhau chứ? Anh và Thanh Trâm quay lại với nhau. Trước kia,
anh và cô ấy có chút hiểu lầm nên chia tay. Bây giờ hiểu lầm được hóa giải, anh và cô ấy quay lại với nhau rồi. Anh điên rồi, 4 năm trước, anh và Thanh Trâm chia tay là do Thanh Trâm cắm cho anh một đống sừng đấy. Anh bị mất trí nhớ rồi, quên hết những tháng ngày đau khổ rồi à? Làm gì có chuyện hiểu lầm ở đây, tất cả là do anh bị mất trí nhớ đấy. Anh quên mất việc mình bị cắm sừng, bị người ta đối xử tệ bạc rồi. Đó là việc của anh, em đừng có mà tham gia. Anh đang bị Thanh Trâm lừa đấy, anh tỉnh táo lại đi. Người thật lòng yêu thương anh chỉ có Giáng Mi mà thôi. Chị ấy là vợ sắp cưới của anh đấy. Từ lúc anh bị tai nạn đến giờ hơn 1 tháng rồi, chị ấy ở cùng anh, chăm sóc cho anh, động viên anh. Thế mà anh lạnh nhạt với chị ấy, anh còn quay lại với người cũ. Anh Huân, anh có phải con người không? Thiên Ân, em có thôi đi không? Anh không nhớ Giáng Mi, anh chẳng có chút ấn tượng nào về Giáng Mi cả. Điều đó chứng tỏ anh và Giáng Mi không yêu nhau, vì không quan trọng nên anh không nhớ thôi. Mà đã không quan trọng, không có lý do gì ở bên nhau, em hiểu không? Không quan trọng à? Không quan trọng mà anh sắp cưới chị ấy à? Không quan trọng mà bố ở bên Mỹ bay về Việt Nam hỏi cưới chị ấy cho anh. Bác sĩ nói rồi, anh bị mất trí nhớ mấy năm liền. Chờ một thời gian nữa, anh sẽ nhớ lại hết thôi. Sao anh phải vội thế? Vì anh yêu Thanh Trâm, sang tuần anh sang Mỹ. Em ở đây giúp bố quản lý công ty đi. Lần này anh về Mỹ, anh quản lý công việc bên đó, chắc là ít về đây. Anh và Giáng Mi không bao giờ quay lại được với nhau đâu. Thiên Ân và Gia Huân đang nói qua nói lại, chưa ai chịu nhường ai câu nào. Giáng Mi tới nơi. Anh Huân ơi, Thiên Ân ơi, hai người nói chuyện gì thế? Gia Huân thấy Giáng Mi tới, anh không nói gì nữa, nằm lướt điện thoại. Thiên Ân buồn bã bỏ về phòng. Giáng Mi lại gần chỗ Gia Huân, cô nhẹ nhàng bảo. Anh có mệt không? Không. Thế anh nằm nghỉ đi, em đi nấu cơm đây, lát cơm chín em gọi anh. Tôi không ăn đâu, lát tôi ra ngoài ăn với bạn rồi. Anh mới về, làm gì đã có bạn mà lại ra ngoài ăn? Thôi, cô nấu cơm đi, nói ít thôi, tôi đau cả đầu. Anh đau đầu à? Anh đau ở đâu? Cô đừng hỏi nữa, tôi thấy phiền lắm. Giáng Mi nắm tay Gia Huân, anh gạt tay cô ra. Thái độ lạnh lùng của Gia Huân khiến trái tim của cô đau đớn vô cùng, nước mắt cô ứa ra. Anh Huân, anh đừng như vậy với em có được không? Anh cứ lạnh lùng như vậy, sao em chịu nổi cơ chứ? Cô khóc cái gì? Tôi đâu nhớ cô là ai? Có lẽ vì cô chưa đủ quan trọng với tôi nên tôi không nhớ cô đấy. Tôi không biết ngày trước chúng ta yêu nhau thế nào, nhưng bây giờ tôi không có tình cảm với cô. Tôi thấy cô xa lạ lắm, một chút cảm xúc cũng không có. Điều đó chứng tỏ chúng ta không thực sự yêu nhau. Thế nên tôi nghĩ chúng ta nên kết thúc đi. Tôi về Mỹ sống cuộc đời của tôi, còn cô ở đây sống cuộc đời của cô. Chúng ta không ai liên quan đến ai nữa. Đó là cách tốt nhất cho cả hai người đấy. Anh đừng nói như vậy mà. Bây giờ anh chưa nhớ ra, nhưng sau này anh nhất định sẽ nhớ ra mà. Ngày trước anh yêu em nhiều lắm, chúng ta sắp cưới rồi. Gia Huân, em xin anh, hãy chờ đợi thêm một thời gian được không? Tôi mệt rồi, cô đừng nói nữa. Gia Huân đi ra ngoài, bỏ mặc Giáng Mi đứng chơi ra đó. Cô không biết phải làm sao. Hơn 1 tháng nay cô ở bên cạnh Gia Huân, chăm sóc anh, yêu thương anh, động viên anh. Cô hy vọng anh nhanh chóng bình phục. Nhưng cô nhận lại sự lạnh nhạt vô tâm của anh. Thậm chí anh còn xua đuổi cô, bỏ mặc cô một mình. Giáng Mi đau lòng lắm, nhưng cô vẫn kìm nén. Cô tự lau nước mắt, đi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, vui vẻ ở bên cạnh anh như chưa có điều gì. Giáng Mi đang phơi quần áo ở trên sân thượng, Thiên Ân đi lên gọi. Chị Giáng Mi à? Ơi, chị đây. Em có chuyện này muốn nói với chị. Chuyện gì vậy em? Anh Gia Huân đang tính đi Mỹ, em muốn chị giữ anh ấy ở lại đây, có được không? Anh ấy muốn đi Mỹ sao? Vâng, nếu anh ấy sang Mỹ, em sợ hai người xa mặt rồi cách lòng. Em muốn chị giữ anh ấy ở lại đây. Chị sợ chị không giữ nổi. Bây giờ anh ấy còn không muốn gặp mặt chị nữa. Anh ấy sẽ không nghe lời chị đâu. Em hiểu mà. Vì giờ anh ấy bị mất trí nhớ, anh ấy không nhớ chị. Nhưng mà chị nghĩ cách đi. Tối nay chị ở lại đây với anh ấy nhé. Chị hiểu ý của em chứ? Chị hiểu rồi. Nhưng chị sợ anh ấy không muốn. Thế thì chị phải thử đi. Thật sự em không muốn anh ấy sang Mỹ đâu. Em nói thật với chị, bạn gái cũ của anh ấy đang ở Mỹ. Bây giờ tự dưng anh ấy đòi sang, chị hiểu ý rồi đúng không? Bạn gái cũ, ý em là Thanh Trâm. Chị cũng biết à?
Mấy hôm nay, chị thấy anh ấy hay nói chuyện điện thoại với người tên là Thanh Trâm. Đúng rồi, trước cô ta cắm sừng anh ấy, lừa dối anh Huân, sau đó hai người chia tay. Bẵng đi mấy năm, anh Huân gặp chị. Thế mà bây giờ anh ấy bị mất trí nhớ rồi, anh ấy lại liên hệ với cô ta. Em bực lắm, nhưng em không biết làm thế nào. Trong lòng Giáng My ngổn ngang suy nghĩ tiêu cực, cô muốn Gia Huân nhớ lại mọi chuyện như ngày trước. Cô đau lòng khi thấy anh quan tâm tới người con gái khác. Anh lạnh lùng với cô. Cô càng suy nghĩ, tim của cô càng đau. Bây giờ cô phải làm thế nào đây? Do Thiên Ân tác động nhiều, tối hôm nay Giáng My quyết định ở lại nhà Gia Huân. Dù sao Giáng My cũng đã ngủ với Gia Huân mấy lần rồi, từ trước lúc Gia Huân gặp tai nạn. Vì hai người đã định ngày cưới hỏi, hai người cũng vượt quá giới hạn rồi, Giáng My cũng không hối tiếc. Cô tắm xong, mặc chiếc váy ngủ màu hồng nhạt, đi vào phòng Gia Huân. Anh Huân à? Gia Huân cởi trần nằm ngủ trên giường, Giáng My lại gần, cô nhẹ nhàng ngồi cạnh anh. Gia Huân, anh ngủ rồi à? Lúc tối, Gia Huân đi ăn cùng mấy người bạn, anh uống rượu hơi say. Về tới nhà, anh lột đồ nằm lên giường ngủ luôn. Giáng My nằm lên giường, cô rúc mặt vào ngực của Gia Huân, cảm nhận được hơi thở bờ vai vững chắc của anh khiến cô xúc động rơi nước mắt. Chỉ hơn một tháng trước, cô vẫn nằm trong vòng tay của anh như lúc này. Thế mà sau đó anh bị tai nạn, quên hết mọi thứ, quên cả cô. Cô ấm ức lắm, nhưng anh không nhớ thì cô biết làm thế nào đây? Giáng My suy nghĩ. Mình nhất định phải làm anh ấy nhớ lại, mình nhất định phải làm được. Giáng My ôm Gia Huân, cô hôn anh. Gia Huân mở mắt. Ai vậy? Là em đây. Giáng My vòng tay ôm chặt lấy Gia Huân. Lúc này Gia Huân say rượu, anh mơ màng nhìn Giáng My. Vì say, có lẽ Gia Huân không kiềm chế được, anh đáp lại tình cảm của cô. Đêm hôm đó, Gia Huân và Giáng My ân ái cuồng nhiệt. Giáng My hạnh phúc nằm trong vòng tay của Gia Huân. Cô hạnh phúc tới mức không ngủ được. Cô cứ nghĩ Gia Huân cuồng nhiệt với cô là bởi vì anh nhớ cô. Anh nhận ra cô là vợ sắp cưới của anh mới như vậy. Thế nhưng sáng ngày hôm sau, Gia Huân tỉnh lại, thấy Giáng My đang nằm cạnh mình, anh giật mình ngồi bật dậy. Chuyện điên rồ gì thế này? Giáng My tỉnh giấc, cô ngồi dậy hỏi Gia Huân. Anh tỉnh rồi à? Sao lại là cô? Sao cô lại ở trong phòng của tôi? Anh không nhớ gì sao? Đêm qua... Gia Huân tức giận. Cô im đi, đêm qua tôi say rượu. Cô lợi dụng lúc tôi ngủ, vào đây đúng không? Anh Huân! Giáng My nắm tay Gia Huân, anh hất tay cô ra khiến cô ngã nhào xuống đất. Cô cút đi, tôi cấm cô không được tới gần tôi, cút! Giáng My bị Gia Huân xô ngã, bụng cô đau quặn lại, mặt cô tái dần. Cô muốn nói gì đó, nhưng cô đau quá không nói được. Gia Huân vùng vằng bỏ ra ngoài, Giáng My nhìn theo bóng lưng của anh rồi mắt cô tối dần lại. Tới khi Giáng My tỉnh táo, cô thấy mình đang nằm trong bệnh viện, Thiên Ân là người đưa cô vào bệnh viện. Chị Giáng My, chị tỉnh rồi à? Chị thấy trong người thế nào? Thiên Ân, anh Gia Huân đâu rồi em? Em cũng không biết. Khi nãy em đi qua phòng anh chị, em thấy chị nằm ngất ở đó. Còn anh Huân đi đâu em không biết. Mà chị bị sao thế? Chị không thấy người đau ở đâu à? Giáng My bị Gia Huân hất ngã từ trên giường bay xuống đất. Nhưng cô không nói với Thiên Ân, cô nhẹ nhàng bảo. Chị không sao em ạ. Không sao thế nào? Tại sao chị lại ngất chứ? Chị đang giấu em việc gì đúng không? Không, chị nói thật mà. Lúc đó, bác sĩ đi vào để khám cho Giáng My. Đúng lúc Thiên Ân có điện thoại, cô bảo Giáng My. Chị nằm đây, chờ em một lát. Em ra ngoài nghe máy chút, xem bố bảo gì, rồi em vào trong nhé. Ừ, em đi đi. Bác sĩ khám cho Giáng My thông báo. Chúc mừng chị. Chị đang mang thai, tuần thứ 8 rồi. Giáng My bất ngờ khi biết mình đang mang thai. Bác sĩ nói, tôi đang mang thai sao? Vâng, chị có thai được 8 tuần rồi. Chị bị ngã đúng không? Cũng may không có việc gì xảy ra nghiêm trọng. Nhưng từ giờ phải cẩn thận hơn. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Giáng My khám xong, cô đi ra ngoài, thấy Thiên Ân đang nói chuyện với ai đó. Giáng My định chờ lát nữa Thiên Ân nói chuyện xong, cô nói chuyện mình mang thai. Thiên Ân nghe điện thoại xong, cô tức giận bảo. Chị Giáng My ơi, chị gọi điện cho anh Huân đi. Có chuyện gì với anh Huân thế? Anh ấy vừa gọi cho em, bảo là đang ở sân bay, anh ấy bay sang Mỹ đấy. Câu nói của Thiên Ân khiến Giáng My sụp đổ. Cô vừa biết mình mang thai,
cũng là lúc Gia Huân bỏ cô đi. Tại sao anh ấy có thể tàn nhẫn như vậy chứ? Giáng My và Thiên Ân bắt taxi ra sân bay, nhưng Gia Huân đã kịp lên máy bay rồi, bay sang Mỹ. Anh nhẫn tâm bỏ rơi Giáng My. Giáng My gọi điện cho Gia Huân thì thuê bao. Nước mắt cô tuôn rơi. Cô khóc, nhưng tim cô lại đang chảy máu. Chưa bao giờ cô thấy tim mình đau như vậy. Thiên Ân đưa cô về nhà rồi nói: "Chị đừng suy nghĩ nhiều quá nhé. Em tin là anh Gia Huân sẽ sớm trở về thôi. Nhất định anh ấy sẽ về mà." Giáng My gật đầu. Trái tim cô đã tan nát vụn vỡ. Cô không muốn nói gì nữa. Thiên Ân bảo: "À, hôm nay bác sĩ khám cho chị, bác sĩ bảo sao rồi?" Giáng My giấu Thiên Ân việc cô mang thai. Cô nói dối: "Chị không sao." "Bác sĩ bảo chị thế nào?" "À, bác sĩ bảo chị bị suy nhược người, cho nên mệt mỏi bị ngất thôi. Chị về nhà nghỉ ngơi là được, em đừng lo." "Dạ vâng, vậy để em ra quán mua thuốc bổ đưa cho chị nhé." "Thôi, chị về nhà chị, bảo mẹ chị mua cũng được mà. Anh Huân sang Mỹ rồi, bây giờ chị về nhà chị đây." "Dạ vâng, vậy chị về nhà nghỉ ngơi đi. Để em bảo bố gọi điện nói chuyện với anh Huân, có gì em gọi cho chị biết." "Ừ, chị biết rồi." "Chị ơi, chị đừng buồn chị nhé. Anh Huân tạm thời không nhớ ra thôi, nhưng em tin anh ấy sẽ nhanh chóng nhớ lại mọi thứ mà. Chị cho anh ấy thêm thời gian nhé. Chị chờ anh trai của em chị nhé." "Được rồi, chị biết phải làm gì mà. Thôi, chị về đây." "Vâng chị." Giáng My trở về nhà. Trên đường về trời đổ mưa. Mưa to, không ai biết là cô đang khóc. Cô khóc vì quá đau lòng. Cô khóc vì thương đứa con trong bụng cô. "Con à, sau này mẹ con mình không bao giờ được gặp lại bố con nữa rồi. Con ngoan nhé, mẹ thương con." Giáng My trở về nhà, cô nhốt mình trong phòng, suy nghĩ rất nhiều chuyện. Gia Huân về Mỹ gặp người yêu cũ, anh còn tắt máy để không ai gọi được mình. Thiên Ân gọi mãi không được, cả Giáng My gọi cũng không được. 10 ngày sau, kể từ ngày Gia Huân về Mỹ, Giáng My đã chấp nhận sự thật rằng cuộc sống của hai mẹ con cô sau này không có Gia Huân. Cô khóc nhiều rồi, đau khổ cũng nhiều rồi. Bây giờ, cô phải mạnh mẽ để còn che chở cho đứa con trong bụng của mình. Giáng My chấp nhận làm mẹ đơn thân. Cô chuẩn bị tinh thần chống chọi với cả thế giới bảo vệ con mình. Giáng My tiếp tục trở lại làm việc. Thời gian này, cô bắt đầu mặc quần áo rộng, che bụng bầu của mình. Cô không biết mình sẽ che giấu được bao lâu, nhưng cô vẫn cố gắng giấu, làm việc thật chăm chỉ. Cô tranh thủ đi làm kiếm tiền, để tới khi sinh con có tiền lo cho con. 1 tháng sau kể từ khi Gia Huân về Mỹ, Giáng My đã bình tâm trở lại. Cô đã vui vẻ lạc quan. Lúc này cô đang mang thai 3 tháng. Cô gọi điện vào số điện thoại của Gia Huân thì có chuông. Người bắt máy là một cô gái. "Alo, cho tôi gặp Gia Huân." "Chị là Giáng My đúng không?" "Đúng rồi, tôi là Giáng My đây. Cô đưa máy cho Gia Huân đi." "Cô gặp Gia Huân làm gì? Anh ấy bỏ cô sang đây tìm tôi. Cô phải hiểu vị trí của tôi trong lòng anh ấy chứ." "Tôi không có ý định níu kéo anh ấy đâu. Cô cứ đưa máy cho anh ấy đi." "Tôi không thích. Nếu cô không cho tôi nói chuyện với Gia Huân, tôi còn gọi nhiều nữa. Chỉ bằng cô cho tôi gặp anh ấy, tôi nói chia tay với anh ấy, thế là xong." "Cô nói chia tay với Gia Huân? Cô không níu kéo anh ấy à?" "Tình cảm hết rồi, tôi níu kéo làm gì. Cô đưa máy cho anh ấy đi." "Được rồi, chờ tôi chút." Thanh Trâm đưa máy cho Gia Huân. "Anh ơi, Giáng My có chuyện muốn nói với anh này." "Alo, tôi Giáng My đây, anh vẫn khỏe chứ?" "Tôi khỏe, cô gọi cho tôi làm gì, cô muốn gì?" "Anh cứ bình thường đi, tôi có làm khó gì anh đâu, anh gắt gỏng như vậy." "Tôi gọi điện cho anh để nói cho anh biết, tôi chấp nhận chia tay. Từ nay về sau, chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thế nên anh yên tâm, sống hạnh phúc bên Thanh Trâm đi." "Cô nói thật?" "Thật, từ bây giờ, anh có thể về Việt Nam thoải mái rồi, không cần lo lắng ai làm phiền anh đâu." "Giáng My, cảm ơn cô. Tôi cũng xin lỗi cô. Tôi sẽ bồi thường cho cô một khoản tiền để cô trang trải cuộc sống." "Không cần đâu, tôi tự lo được." "Cô cứ nhận đi. Thời gian tôi nằm viện, cô cũng vất vả chăm sóc cho tôi mà. Cô nhận tiền thì tôi mới không cảm thấy có lỗi. Cô nhận tiền nhé, tôi bảo Thiên Ân gửi tiền cho cô." "Thôi được rồi, tùy anh vậy." Gia Huân còn phải ngạc nhiên trước những lời nói thẳng thắn của Giáng My.
Anh bỏ rơi cô từ hôm đó tới giờ tròn một tháng rồi. Anh không ngờ chính Giáng My lại là người gọi điện nói chia tay với anh. Cuối cùng, Giáng My đã mạnh mẽ chọn cách đi một mình. Hai người chia tay trong bình yên. Mọi ấm ức tủi thân Giáng My nhận về mình. Từ nay về sau, cô sẽ không bao giờ gặp lại Gia Huân nữa. Thiên Ân không muốn anh trai của mình quay lại với Thanh Trâm, nhưng cô bất lực. Cô không thể ngăn cản anh trai của mình được. Cô đã chuyển cho Giáng My 2 tỷ theo lời của anh trai. Cô cũng mong rằng số tiền này có thể xoa dịu bớt nỗi đau mà Giáng My đã phải chịu đựng. Giáng My vẫn làm việc ở công ty của Gia Huân. Nhưng hiện tại, Gia Huân đang ở Mỹ, công ty do ông Bắc quản lý. Thời tiết se lạnh, cô mặc áo rộng, tránh tiếp xúc với mọi người. Trong công ty không ai hay biết cô đang mang thai. Chỉ có chị Hường hỏi cô: Giáng My, dạo này em béo lên đấy. Dạ vâng, em tăng 3 cân rồi, đợt này em ngủ hơi nhiều. Ừ, béo lên, xinh hơn hẳn. Dạ vâng. Giáng My này, em và Gia Huân chia tay thật à? Dạ vâng ạ. Cứ tưởng được ăn cỗ cưới của em và Gia Huân, thế mà lại chia tay rồi. Vâng, em và anh Huân không có duyên, bọn em dừng lại chị ạ. Chị hỏi thật nhé, em có buồn không? Nói thật, lúc đầu em cũng buồn lắm, nhưng bây giờ mọi chuyện qua rồi, không có gì nữa đâu. Ừ, không có duyên thì mình vui vẻ chấp nhận, đời còn dài, trai còn nhiều, đúng không em? Giáng My nói không buồn là cô đang nói dối. Trong sâu thẳm trái tim, cô vẫn còn đau lắm, nhưng cô phải cố gắng mạnh mẽ bước đi một mình, vì bản thân cô, vì đứa con trong bụng cô. Gia Huân ở Mỹ 2 tháng, anh bắt đầu nhớ lại mọi chuyện trong quá khứ rồi. Anh nhớ ra những lần anh bị Thanh Trâm cắm sừng, anh bắt đầu nhớ tới Giáng My. Anh nhớ khoảng thời gian anh và Giáng My vui vẻ cùng nhau khi anh ở Việt Nam. Từ lúc đó, anh và Thanh Trâm bắt đầu lục đục, hai người không còn hạnh phúc nữa. Đến tháng thứ 3, Gia Huân hoàn toàn bình phục. Anh nhớ lại mọi thứ. Anh nhớ Giáng My. Anh chấm dứt mọi thứ với Thanh Trâm, bay về Việt Nam tìm Giáng My. Nhưng bây giờ bên cạnh Giáng My đã có người đàn ông khác. Về tới Việt Nam, Gia Huân vội vàng đi tìm Giáng My. Anh mang đồ vào nhà rồi đi ra ngoài. Thiên Ân thấy Gia Huân vội vàng, cô bảo: Anh Huân, anh vội đi đâu thế? Anh đi tìm Giáng My. Anh tìm chị Giáng My. Anh tìm chị ấy có chuyện à? Thiên Ân, anh nhớ lại rồi, nhớ tất cả mọi thứ rồi. Thiên Ân vui mừng. Anh nhớ lại mọi chuyện rồi à? Trời ơi, em mừng quá, cuối cùng anh cũng nhớ ra rồi. Anh có biết 3 tháng qua em buồn lắm không? Ừ, anh nhớ lại tất cả mọi chuyện rồi. Anh xin lỗi khiến em phải lo lắng. Bây giờ anh đi tìm Giáng My đây. Vâng, anh đi đi. Bây giờ anh tới công ty là gặp ngay chị ấy đấy. Ừ, anh đi đây, nói chuyện với em sau. Gia Huân lái xe tới công ty để tìm My. Khi anh tới cổng đúng lúc tan ca, anh nhìn thấy My đang đi ra ngoài. Nhìn thấy người con gái mà mình yêu thương, anh xúc động rơi nước mắt. Anh gọi to: Giáng My, Giáng My ơi. Giáng My nghe tiếng gọi, cô quay lại nhìn. Trước mặt cô là người đàn ông mà cô từng ngày đêm mong nhớ. Người đàn ông khiến cô khóc cả nước mắt ngày trước. Giờ đây, người đàn ông đó đang đứng trước mặt cô. Cô thấy bối rối, cô không biết phải làm sao. Gia Huân chạy lại ôm chầm lấy cô, nhưng theo phản xạ, cô đẩy Gia Huân ra, vì cô không muốn Gia Huân phát hiện bụng bầu 5 tháng của mình. Giáng My, là anh đây, anh Huân của em đây, chồng sắp cưới của em đây, anh về rồi. Giáng My cười nhạt: Anh quên nhanh thế, chúng ta chia tay rồi mà. Giáng My, anh đã nhớ lại rồi, em là vợ sắp cưới của anh. Anh xin lỗi em, vì anh bị mất trí nhớ, anh mới cư xử như vậy. Anh sai rồi, anh xin lỗi, Giáng My. Anh nhớ lại rồi. Ừ, anh nhớ lại mọi thứ rồi. Anh nhớ em nhiều lắm, Giáng My, anh yêu em. Vừa nói, Gia Huân vừa cầm tay của Giáng My. Giáng My, chúng ta quay lại với nhau em nhé. Từ nay về sau, anh sẽ bù đắp cho em. Gia Huân vừa nói vừa khóc. Những giọt nước mắt của Gia Huân khiến Giáng My đau lòng. Cô cảm thấy khó xử. Cô chưa biết phải làm sao. Bạn trai mới của cô đi tới. Tiếng gọi của Hoàng Long khiến cô bừng tỉnh, kéo cô trở về thực tại. Giáng My, em đợi anh lâu chưa? Hoàng Long à? Hoàng Long nắm tay Giáng My. Ánh mắt Hoàng Long nhìn Giáng My khiến Gia Huân cảm thấy có gì đó không ổn. Giáng My, ai vậy? Giáng My liền bảo: À, đây là Hoàng Long, bạn trai của tôi.
Chào anh, tôi là Hoàng Long, bạn trai của Giáng My. Còn anh là Gia Huân đúng không? Gia Huân vội kéo tay Giáng My. Em này, sao em và anh ta lại nắm tay nhau? Hoàng Long là bạn trai của tôi mà. Anh đã nhớ lại mọi thứ, tôi chúc mừng anh. Nhưng chúng ta chia tay nhau rồi, sau này chúng ta đừng gặp lại nhau nữa. Giáng My, anh là chồng sắp cưới của em mà. Sao em có thể quen người khác được cơ chứ? Đi, em đi về với anh đi. Hoàng Long liền đẩy Gia Huân ra xa. Gia Huân, anh đừng có quá đáng. Giáng My và anh chia tay rồi. Anh bỏ mặc cô ấy, chạy theo người yêu cũ ở Mỹ. Anh quên hết những việc đó rồi à? Bây giờ Giáng My là bạn gái của tôi. Nếu anh còn làm phiền cô ấy, tôi không để yên cho anh đâu. Nói rồi, Hoàng Long nắm tay Giáng My, kéo cô đi khỏi đó. Gia Huân đứng nhìn theo Giáng My và Hoàng Long, nước mắt anh chảy dài, tim anh đau quặn thắt. Đến bây giờ, anh mới hiểu cảm giác tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương đi cùng người khác đau thế nào. Và chính Giáng My cũng từng đau khổ như vậy là vì anh. Chính anh là người khiến Giáng My phải chịu nhiều tổn thương. Bây giờ anh ân hận lắm, nhưng anh đã thấm thía cảm giác đau khổ mà Giáng My phải chịu qua rồi. Hoàng Long đưa Giáng My lên xe ô tô, cả hai người cùng đi về nhà. Hoàng Long thấy Gia Huân quay về tìm Giáng My, anh có chút bất an. Trên đường về, anh thấy My ngồi suy tư, anh hỏi. Nay gặp lại Gia Huân, em buồn lòng à? Giáng My thở dài. Vâng, anh ấy nhớ lại mọi thứ rồi, chỉ tiếc là thời gian không thể quay trở lại được. Em vẫn còn yêu Gia Huân đúng không? Vâng, em vẫn còn yêu anh ấy, nhưng em không thể. Hoàng Long à, anh nhớ lời hứa của chúng ta không? Anh nhớ, anh sẽ yêu em, yêu con, coi đứa bé đó như con ruột của mình. Chỉ cần em mở lòng cho anh cơ hội là được. Vâng, em sẽ cố gắng quên đi Gia Huân, toàn tâm toàn ý ở bên anh. Còn 2 tháng nữa chúng ta tổ chức đám cưới rồi, em có hối hận không? Em sẽ cố gắng để không phải hối hận. Giữa hai chúng ta có 2 lời hứa hẹn với nhau. Anh hứa yêu thương em và con bằng tất cả những gì anh có. Còn em hứa quên đi Gia Huân ở bên anh. Cả hai chúng ta cùng cố gắng nhé. Dạ vâng. Sau đó Hoàng Long ngập ngừng. Bây giờ nếu như em đổi ý vẫn còn kịp đấy. Anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Không đâu, em sẽ không đổi ý đâu. Chúng ta cùng cố gắng nhé. Hoàng Long nắm tay Giáng My, anh hôn lên tay cô. Anh và Giáng My chỉ mới tìm hiểu nhau 1 tháng thôi, nhưng anh lại có tình cảm với cô rồi. Mặc dù anh biết Giáng My đang mang thai đứa con của Gia Huân, nhưng Hoàng Long chấp nhận tất cả để cưới cô. Anh thật lòng muốn cưới cô làm vợ. 1 tháng trước, bà Lý phát hiện ra chuyện Giáng My mang thai, mà khi đó Giáng My và Gia Huân đã chia tay. Bà Lý giận lắm, bà giận tím mặt. Bà bắt Giáng My phải nói ra đứa bé trong bụng là con của ai. Giáng My vì không muốn dây dưa tới Gia Huân, cô nhất quyết không nói ra sự thật. Vào thời điểm này, Giáng My gặp Hoàng Long. Hoàng Long là em họ của chị Hường. Một lần Giáng My chờ chị Hường về, cô gặp Hoàng Long. Hai người nói chuyện qua lại với nhau, cộng thêm sự tác động mai mối của chị Hường, Long và My đi chơi với nhau. Long theo đuổi cô, ngày nào anh cũng tới nhà cô, ở lì ở đó. My đã nói thẳng với Long, cô đang mang thai, cô sẽ là mẹ đơn thân. Nhưng Hoàng Long không chịu, anh muốn cưới cô, muốn làm bố của đứa trẻ. Lúc đó, mẹ cô lại tưởng Hoàng Long là bố của đứa bé thật. Bà làm ầm lên, bắt Long phải chịu trách nhiệm với My. Long thấy vậy, anh nhận luôn. Thế nên anh và Giáng My mới có ngày hôm nay. Hoàng Long cũng xin phép bố mẹ của Giáng My, hai người sẽ tổ chức hôn lễ vào 2 tháng tới. Giáng My không yêu Hoàng Long, nhưng lúc này Long là cái phao của cuộc đời cô để cô bám vào. Mà Hoàng Long so với Gia Huân, anh cũng ngang tải ngang sức. Long là giám đốc ngân hàng, gia đình giàu có, trẻ trung, nhưng Hoàng Long có khối tài sản vô cùng khổng lồ. My nhiều lúc cô thấy mình không xứng với Long, nhưng do Long quá nhiệt tình. Hơn nữa, thời điểm này cô đang cần một điểm tựa, cần có một điểm tựa cho cô, cho đứa con trong bụng của mình, cho nên cô đồng ý lấy Long. Hoàng Long và Giáng My về tới nhà, bà Lý và ông Quang đã nấu cơm xong. Hai đứa về rồi à? Đi vào rửa tay chân rồi ăn cơm thôi. Vâng mẹ. Giáng My thấy Hoàng Long gọi mẹ cô là mẹ, cô chợt nhớ tới Gia Huân. Ngày trước,
Gia Huân cũng gọi bố mẹ cô là bố mẹ. Gia Huân và Hoàng Long có nhiều điểm chung, đẹp trai, thành đạt, rất được lòng bố mẹ cô. Con rể bê thùng đồ giúp mẹ với. Vâng, mẹ cứ để con bê cho. Thùng gì thế mẹ? Đồ ở dưới quê các bác gửi đấy. Hoàng Long mở thùng xốp, ở bên trong có nhiều thứ lắm. Trái cây, trứng gà, thịt gà, rau xanh. Nhiều đồ quá mẹ ạ. Các bác ở quê chu đáo lắm. Hôm trước, mẹ kể với các bác, cái mi đang mang thai. Thế là các bác gửi đồ sạch lên cho đấy. À, các bác còn bảo là con với Giáng mi hôm nào rảnh về quê chơi để các bác còn biết mặt đấy. Vâng, vậy để con rủ Giáng mi về quê thăm các bác. Ừ, hôm nào hai đứa tranh thủ không đi chơi ở đâu xa, về quê đi. Dạ vâng. Hoàng Long nhớ lại chuyện Gia Huân về tìm Giáng mi, anh kể với bà Lý. Mẹ à, chiều nay Gia Huân về tìm Giáng mi đấy. Con nói Gia Huân trở về rồi. Vâng, anh ta tới tìm Giáng mi, níu kéo cô ấy. Anh ta còn nói, anh ta nhớ lại mọi thứ rồi. Bà Lý vẫn tức Gia Huân vì Huân bỏ rơi con gái của bà, chạy theo bạn gái cũ. Bà hậm hực. Cho dù nó có nhớ lại, mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Chính nó bỏ mặc Giáng mi chạy theo bạn gái cũ. Chính nó là người muốn chia tay. Bây giờ, nó phải chấp nhận. Mẹ không bao giờ đồng ý đâu. Hoàng Long nghe bà Lý nói vậy, anh cũng thấy yên lòng. Để nịnh mẹ vợ tương lai, Hoàng Long bảo, sang tuần, bố mẹ có rảnh không? Bố mẹ rảnh, sao thế? Con muốn cả nhà chúng ta đi chơi biển mấy hôm. Bây giờ con muốn tranh thủ đi chơi lúc vợ con còn đi được. Không đến bữa vợ con bụng to, khó đi lại lắm. Được rồi, hai đứa cứ sắp xếp, còn bố mẹ thì đi lúc nào cũng được mà. Dạ vâng, để con bàn với Giáng mi. À, con biếu mẹ ít tiền, mẹ mua sắm đồ đi chơi nhé. Bà Lý nhìn cọc tiền Hoàng Long đưa, bà tính sơ sơ cũng mấy chục triệu. Sao nhiều thế con? Mẹ cầm một chút thôi, con cất bớt đi. Mẹ cứ cầm đi, con định mua đồ tặng mẹ, nhưng con không biết mẹ thích gì. Thôi mẹ cầm tiền tự mua giúp con đi mà. Thế thì mẹ cảm ơn, con rể chu đáo quá. Con phải cảm ơn bố mẹ, vì bố mẹ đã sinh ra Giáng mi để chúng con có cơ hội gặp nhau, quen nhau. Con hứa sẽ yêu thương, chăm sóc cô ấy thật tốt. Trời ơi, con rể khéo nói quá. Có con chăm sóc Giáng mi, mẹ yên tâm rồi. Cái mi đúng là may mắn khi lấy được con. Giáng mi nằm trong phòng nghỉ ngơi, nhưng cô không thể nào ngủ được. Đêm nào cô cũng trằn trọc mãi. Từ lúc mẹ cô biết cô có thai, bà không bắt cô làm gì nữa. Việc nhà bà làm hết, cô chỉ cần nghỉ ngơi cho khỏe, chờ ngày cưới chồng thôi. Hoàng Long cũng tốt, anh chăm sóc cô chu đáo vô cùng. Nhưng không hiểu sao, cô cứ thấy buồn buồn. Từ ngày cô chia tay Gia Huân, lâu rồi trên môi cô chưa nở nụ cười. Gia Huân buồn bã trở về nhà. Anh ngồi lặng yên trong phòng khách, suy nghĩ một hồi lâu, anh tự trách bản thân mình. Đáng đời mày Huân ạ, chính mày bỏ rơi cô ấy, chạy theo Thanh Trâm. Chính mày đạp đổ hạnh phúc của mình, bây giờ mày bị nghiệp quật rồi đấy. Gia Huân ngồi lặng người suy nghĩ, nước mắt anh chảy ra. Người đàn ông rơi nước mắt, trong lòng họ đau đớn vô cùng. Thiên Ân đi chơi về, nhìn thấy anh trai, cô hỏi. Anh à, nay anh gặp chị Giáng mi chưa? Anh gặp rồi. Thế nào rồi? Chị ấy có vui không? Giáng mi không cần anh nữa rồi. Anh nói thật à? Mới có 3 tháng, sao chị ấy lại không cần anh? Để em gọi cho chị ấy nhé. Đừng gọi nữa. Tại sao? Bên cạnh Giáng mi bây giờ có người đàn ông khác rồi, thay anh chăm sóc cô ấy. Không, không thể nào đâu. 1 tháng trước, em với chị ấy đi uống cà phê, chị ấy vẫn một mình cơ mà. Không lẽ chị ấy mới có bạn trai à? Ừ, người đàn ông đó tên là Hoàng Long, giám đốc ngân hàng quân đội. Anh ta giàu lắm, một đối thủ mạnh đấy. Thật luôn, anh đã điều tra về anh ta rồi cơ à? Ừ, anh ta và Giáng mi quen nhau được 3-2 ngày. Thiên Ân quay ra trách móc. Đáng đời anh, trước anh cố tình trốn đi Mỹ gặp Thanh Trâm, cố tình bỏ mặc chị mi. Bây giờ anh mới sáng mắt ra, anh thấy chưa? Chị em phụ nữ chúng tôi có giá lắm. Anh cứ đẩy chị em tôi ra xa một chút, có người khác hốt ngay, cho anh biết thế nào là bị bỏ rơi. Thiên Ân, lúc đó anh bị mất trí nhớ mà. Bây giờ em không nghĩ cách giúp anh, lại còn nói anh như vậy, anh chưa đủ khổ hay sao? Giúp kiểu gì bây giờ?
Gia Huân kéo Thiên Ân ngồi xuống. Anh bắt đầu phân tích cho Thiên Ân nghe. Em ngồi đi, em nghĩ đi. Cái tên Hoàng Long đó mới quen Giáng My được một tháng thôi. Hai người đó chưa có gì sâu đậm đâu. Một tháng thì chắc gì đã có chuyện gì. Anh muốn theo đuổi Giáng My từ đầu. Em nghĩ cách giúp anh với. Anh thật sự muốn theo đuổi Giáng My từ đầu à? Ừ, anh yêu Giáng My. Anh không thể xa cô ấy được em à? Vâng, vậy để em gặp chị ấy. À, lần này anh về, anh quản lý công việc ở công ty chứ? Đương nhiên rồi, anh sẽ quản lý công việc thay bố. Và để anh được gần Giáng My hơn. Vâng, chị Giáng My làm việc tốt lắm. Tháng vừa rồi được thưởng cao lắm đấy. Một người tốt bụng giỏi giang như vậy, anh mà bỏ lỡ, đúng là ngu. Em không động viên anh thì thôi, lại còn chửi anh. Em không có chửi, em nói để mà anh tỉnh táo lại. Này thì mối tỉnh đầu, này thì thanh châm. Đội cả đống sừng trên đầu, cứ tưởng mình cao hơn người ta. Thôi anh xin, anh biết rồi. Lần này, anh và chị Giáng My mà không quay lại với nhau, thì sang Mỹ luôn đi, đừng có về đây nữa. Anh biết rồi. Trong khi Gia Huân bắt đầu kế hoạch tìm lại tình yêu của mình, Hoàng Long cũng bắt đầu lo lắng. Anh sợ My đổi ý, anh đã chịu khó dậy sớm, đưa Giáng My đi làm, chiều anh lại tới đưa cô về nhà. Ngày nào cũng vậy, anh tới nhà Giáng My canh từ chiều tới đêm muộn mới về. Điều đó khiến Giáng My cảm thấy mình bị quản hơi chặt. Gia Huân cũng không vừa. Vừa tới công ty, Gia Huân đã mở cuộc họp. Trong cuộc họp, Gia Huân nói với Giáng My. Giáng My, từ hôm nay, em làm việc trong phòng của tôi. Giáng My ngạc nhiên. Sao tôi lại phải làm việc trong phòng của sếp? À, tôi đã sắp xếp lại một số bộ phận cũng như cách làm việc trong công ty. Từ giờ, em làm trợ lý cho tôi. Sắp tới công ty nhiều việc lắm. Tôi không thể một mình chạy đi chạy lại được. Yên tâm, mức lương trợ lý cao hơn mức lương hiện tại của em. Nhưng mà tôi chưa làm trợ lý bao giờ. Tôi sợ tôi không làm được đâu. Anh để bạt người khác đi. Em không làm thử thì làm sao biết là em không làm được? Hay là em không thích mức lương 30 triệu? 30 triệu? Đúng vậy. Nhưng mà tôi... Thôi, tôi không làm đâu. Tôi biết là em ngại với tôi. Nhưng em yên tâm. Tôi là người biết phân biệt đâu là đúng, đâu là sai. Tôi tuyệt đối không để việc riêng tư ảnh hưởng công việc chung đâu. Còn nếu tôi là giám đốc, không bảo được nhân viên của mình, tôi nghĩ em nên nghỉ việc đi. Giáng My bị Gia Huân chọc tức, cô thở dài bảo. Tôi làm trợ lý cho sếp, thế là được chứ gì? Tốt. Giáng My bực mình bỏ ra ngoài, trái lại, Gia Huân lại vui như mở cờ trong bụng. Giáng My mở cửa đi vào khiến Gia Huân giận bắn cả người. Tôi quên điện thoại, mà anh đang lẩm bẩm gì thế? À không, tôi đang nói chuyện với con Natasha. Giáng My nhìn con mèo Natasha, cô mỉm cười. Em mèo đó chính là em mèo mà ngày trước Giáng My mua cho Gia Huân. Em mèo bằng sứ để trang trí trên bàn làm việc. Tuy chỉ là chú mèo sứ bình thường, nhưng Gia Huân lại trân trọng vô cùng. Giáng My đặt tay lên em mèo, những kỷ niệm ngày xưa của cô ùa về. Gia Huân nhân cơ hội đặt tay lên tay của Giáng My. Giáng My rụt tay lại, Gia Huân giả vờ bảo. Xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Giáng My không nói gì, cô đi ra ngoài, Gia Huân lại bảo. Giáng My, em dọn đồ rồi vào trong này ngồi đi, tôi có việc giao cho em đây. Dạ vâng. Gia Huân mỉm cười hạnh phúc, cảm giác được ở bên cạnh người mình yêu thương, hạnh phúc vô cùng. Thật ra, Gia Huân cố ý để Giáng My làm trợ lý riêng của anh, vì anh muốn ở gần Giáng My, chứ công việc của anh vẫn vậy, không có gì thay đổi. Anh muốn được ở bên cạnh Giáng My cả ngày, để anh có nhiều thời gian, có nhiều cơ hội níu kéo, gạ gẫm cô trở về với mình mà thôi. Giáng My bê đồ của mình vào phòng của Gia Huân, cô ngồi xuống bàn và bảo. Sếp Huân, bây giờ tôi làm gì? Gia Huân mải ngắm nhìn cô. Cô ấy dạo này béo hơn, xinh hơn, đáng yêu quá. Sếp Huân, sao? Tôi hỏi sếp, bây giờ tôi làm gì? À... Gia Huân ngây người ra, anh không có việc gì để giao cho Giáng My làm, anh cứ loanh quanh. Chờ tôi chút, lát tôi giao việc cho. Bây giờ em tranh thủ nghỉ ngơi đi, sắp tới nhiều việc đấy. Dạ vâng. Đợt này em béo hơn à? Câu hỏi của Huân khiến My hoang mang, cô sợ anh biết mình đang mang thai. Cô vội lấy áo che bụng và bảo. Vâng,
Đợt này tôi ăn no ngủ kỹ, tăng 5 cân rồi. Ồ, nhưng mà em béo em đẹp hơn đó. Cảm ơn sếp. Giáng My ngồi cả buổi, cô không dám cởi áo khoác ra. Mặc dù trong phòng Gia Huân rất ấm. Gia Huân sợ Giáng My bị lạnh, anh bật máy sưởi. Căn phòng ấm nóng tới mức Gia Huân cởi áo khoác, mặc áo cộc mà thấy My vẫn mặc áo khoác. Gia Huân thấy Giáng My không cởi áo khoác, anh lại hỏi. Giáng My, sao em không cởi áo ra? Tôi bật máy sưởi ấm như vậy rồi mà. Giáng My ấp úng bảo. Tôi lạnh. Em ốm à? Gia Huân vừa nói vừa đặt tay lên trán của cô khiến cô hốt hoảng. Cô gạt tay của anh ra. Tôi không sao đâu. Trán em nóng lắm. Em sốt rồi. Để tôi đi mua thuốc cho em. Không cần mà. Giáng My nói không cần. Nhưng Gia Huân đã nhanh chóng chạy đi mua thuốc cho cô. Chỉ 10 phút sau, Gia Huân chạy vào với túi thuốc. Giáng My, tôi mua thuốc cho em rồi này. Tôi đã bảo là tôi không sao mà. Anh không cần mua cho tôi đâu. Tôi mua rồi, em uống đi. Em bị sốt rồi đấy. Giáng My cầm túi thuốc. Cảm ơn sếp. Giáng My giả vờ đi uống thuốc, nhưng sau đó cô giấu mấy viên thuốc đó đi. Cô đang mang thai, cô cũng không uống được mấy loại này. Hành động quan tâm của Gia Huân khiến cô thoáng có chút động lòng. Nhưng cô nghĩ tới những gì mình đã phải chịu đựng, cô nhắc nhở bản thân. Không được động lòng, hãy nghĩ tới những đắng cay mày phải chịu đựng đi. Gần 5 giờ chiều, Gia Huân đứng ở trên tầng, anh nhìn xuống dưới cổng công ty. Anh thấy Hoàng Long đang chờ đón Giáng My ở dưới. Anh bảo, anh ta tới đón Giáng My về đây mà, mình phải làm gì đó để tách hai người kia ra chứ. Sau đó, Gia Huân lấy cớ để giữ Giáng My ở lại tăng ca. Giáng My? Vâng, sếp bảo gì tôi? Em ở lại tăng ca, làm việc giúp tôi nhé. Sáng mai tôi cần sớm. Việc gì thế? Em cứ ở lại chờ tôi. Khách hàng họ sắp gửi tài liệu rồi, gấp lắm. Sếp đùa tôi đấy à? Giờ tới giờ về rồi cơ mà. Thì khách hàng gửi muộn, tôi biết phải làm sao. Em làm tốt vụ này, tôi thưởng cho. Nhưng mà hôm nay tôi bận rồi, tôi phải về sớm. Hay là sếp tự làm đi? Em ở lại đi, 3 tiếng 10 triệu. Lương cao hơn lương giám đốc đấy. 3 tiếng 10 triệu? Đúng vậy, tôi tưởng em thích tiền lắm cơ mà. My nghĩ tới lúc cô sinh con, cô còn nhiều tiền, cô tặc lưỡi rồi ở lại. Cô nhắn tin cho Hoàng Long. Cô bảo, Hoàng Long về đi, cô ở lại tăng ca rồi gọi taxi về. Mới đầu Hoàng Long không chịu, anh cứ ngồi dưới chờ cô. Gia Huân nhìn qua cửa sổ, vẫn thấy Hoàng Long ở đó chưa về. Gia Huân lẩm bẩm. Anh ta vẫn không đi về, lì thật. Một lúc sau, Hoàng Long có điện thoại. Anh nghe điện thoại rồi nhanh chóng rời đi. Gia Huân mỉm cười. Anh ta đi rồi, may quá. Sau đó Gia Huân bảo Giáng My. Giáng My, chúng ta đi gặp khách hàng thôi. Họ không gửi tài liệu qua đâu. Họ bảo gặp mặt rồi bàn bạc công việc luôn. Giờ chúng ta đi nhé. Giáng My vẫn ngây thơ không biết gì. Cô gật đầu. Vâng, thế cũng được. Gia Huân chở cô tới nhà hàng. Nơi đó cũng chứa đầy kỷ niệm của Giáng My và Gia Huân. Ngày trước, anh và cô thường xuyên tới đây ăn và thành khách ruột rồi. Giáng My không thấy khách tới, cô bảo. Khách hàng ở đâu rồi sếp? Gia Huân tỉnh bơ. Khách hàng lại nhắn rồi, bảo là bận. Thôi, lại để ngày mai. Thế thì chúng ta về đi, muộn rồi. Giáng My, đã tới đây rồi, chúng ta ăn uống đã. Nhưng mà... Em đừng lo, lát nữa tôi chở em về. Gia Huân, anh cố tình lừa tôi đúng không? Tôi không lừa em thật mà. Thôi, chúng ta ăn đi rồi về, không đồ ăn bỏ thì phí lắm. Giáng My đang đói bụng, cô đành dẹp lòng tự ái của mình, ngồi xuống ăn ngon lành. Gia Huân nhìn Giáng My ăn ngon lành, anh mỉm cười hạnh phúc. Bất chợt, Gia Huân rơi nước mắt. Giáng My hỏi, anh bị sao thế? Sao tự dưng lại khóc? Không, anh không khóc, bụi bay vào mắt thôi. Em ăn đi. Giáng My không nói gì, nhưng cô hiểu Gia Huân rơi nước mắt về cô. Cô cũng buồn lòng lắm, nhưng cô lại nhớ tới lời hứa của cô và Hoàng Long. Cô lại tự nhắc nhở bản thân mình không được phép động lòng với Gia Huân. Nếu cô động lòng tha thứ cho anh, cô lại lo sợ Gia Huân bỏ rơi cô một lần nữa. Lần này, cô quyết tâm không động lòng với anh. Ăn uống xong xuôi, Gia Huân ra quầy thanh toán. Bà chủ bảo,
Lâu lắm mới thấy hai đứa qua đây đấy. Dạ vâng, tại em hơi bận. Thế hai đứa cưới rồi à? À, chưa ạ. Thôi, không phải giấu đâu, chị nhìn chị biết rồi mà. Chị nhìn chị biết gì? Bạn gái của em đang mang thai, chị nhìn là biết, cưới rồi thì bảo cưới rồi, việc gì phải giấu chứ? Câu nói của bà chủ quán khiến Gia Huân bàng hoàng. Cái điện thoại trên tay của anh rơi xuống đất. Giáng My đang mang thai ư? Gia Huân đang đứng đơ ra đó, anh còn chưa kịp hiểu ra điều gì. Giáng My gọi, anh xong chưa? À, xong rồi đây. Giáng My định gọi taxi, Gia Huân kéo cô lên xe ô tô của mình. Lên xe đi, tôi chở em về. Không cần đâu, tôi tự về được mà. Em sợ Hoàng Long biết đúng không? Tôi không sợ, chỉ là tôi không muốn làm phiền anh thôi. Tôi không thấy phiền. Nói rồi Gia Huân lái xe chở Giáng My về. Trên đường về, anh nhớ lại lời bà chủ quán nói. Anh vò đầu bứt tai. Giáng My đang mang thai thật sao? Rồi anh nhớ lại, từ hôm anh đi làm, hôm nào anh cũng thấy Giáng My mặc áo rộng. Cô luôn mặc áo khoác trong lúc làm việc. Mặc dù trong phòng anh bật máy sưởi, lúc nào Giáng My cũng che giấu bụng của mình. Anh phải thừa nhận, Giáng My béo lên, bụng cô cũng nhô lên rồi. Gia Huân chợt nghĩ. Giáng My mang thai thật sao? Cô ấy mang thai với Hoàng Long rồi. Sao nhanh thế? Không lẽ mình hết cơ hội rồi? Gia Huân càng nghĩ càng buồn. Cả đoạn đường anh không nói một câu nào. Anh chở Giáng My về tới cổng, định hỏi Giáng My có phải My mang thai thật không. Nhưng sau đó anh lại không dám hỏi. Anh sợ My thừa nhận việc cô mang thai với Hoàng Long. Anh sợ anh đau lòng không chịu nổi. Gia Huân nhìn Giáng My đi vào nhà, sau đó anh lái xe về. Trên đường về nhà, Gia Huân rơi nước mắt một lần nữa. Đến bây giờ anh thật sự sợ mất My. Càng nghĩ, nước mắt của anh lại càng rơi nhiều hơn. Gia Huân về tới nhà, anh buồn bã tới mức không thể chịu được. Anh mở tủ lấy rượu ra uống. Anh càng uống lại càng buồn hơn. Thiên Ân đang ngủ trên phòng, nghe tiếng động ở tầng 1, cô dậy đi xuống hỏi. Anh Huân ơi! Thiên Ân hốt hoảng khi nhìn thấy anh trai của mình đang ôm chai rượu khóc lóc. Sau lần bị tai nạn, anh cũng thấy mình yếu đuối hơn. Anh Huân, sao anh uống nhiều thế? Anh khóc đây à? Có chuyện gì thế anh? Không có gì đâu. Anh thảm thế này mà không nói có chuyện gì. Anh nói thật với em đi, rốt cuộc xảy ra việc gì rồi? Gia Huân không nói gì. Anh đi lảo đảo về phòng, chốt cửa lại. Thiên Ân lo lắng vô cùng. Cô xem camera. Sau đó cô quay lại đoạn video Gia Huân uống rượu say khóc lóc cho Giáng My xem cùng lời nhắn gửi cô. Chị Giáng My ơi, chưa bao giờ em thấy anh Huân đau khổ như vậy. Chị không thể cho anh ấy cơ hội à? Không có chị, em sợ anh ấy không chịu được. Giáng My xem hình ảnh rồi đọc tin nhắn của Thiên Ân gửi cho mình. Cô thở dài, chìm đắm trong suy tư. Đêm đó cô không ngủ được. Cô nằm trằn trọc, suy nghĩ mãi. Cô sắp làm mẹ rồi. Cô cũng muốn con của mình được che chở bao bọc trong tình yêu thương của cả bố và mẹ. Cô không muốn con mình sinh ra mà không có bố, không biết bố là ai. Cô muốn ở bên cạnh Gia Huân, cùng anh xây đắp hạnh phúc, cùng anh chăm sóc con, một gia đình hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng cô đang mâu thuẫn quá. Còn Hoàng Long, người đàn ông đứng ra bảo vệ cho hai mẹ con cô giữa tâm bão. Cả lời hứa của cô và Hoàng Long, nếu Gia Huân không trở về, có lẽ cô đã không phải suy nghĩ nhiều như vậy. Sáng ngày hôm sau, Hoàng Long tới đón My từ sớm. My vừa dậy đã thấy Hoàng Long ngồi uống cà phê với bố của mình trong phòng khách. Giáng My, em dậy rồi à? Em thay quần áo đi, anh đưa em đi làm. Anh lại tới à? Em bảo là em tự đi được mà. Anh là bạn trai của em, anh phải có trách nhiệm đưa đón em mà. Em muốn ăn gì, đi ăn sáng cùng anh nhé. Đối với anh, em lúc nào cũng là công chúa của anh đấy. Anh muốn chăm sóc cho em, công chúa của anh. Anh nhiều chuyện quá. Em đang mang thai mà, nên anh không yên tâm để em đi một mình đâu. Đưa đón em, anh mới yên tâm được. Bà Lý thấy con gái cứ tỏ thái độ không vui với con rể tương lai. Bà bảo, Giáng My, sao con cứ khó chịu với Hoàng Long thế? Long vì thương con, sợ con vất vả, mới chịu khó đưa đón con. Con không biết cảm ơn, lại còn tỏ thái độ làm gì? Giáng My thở dài. Con biết anh ấy lo lắng cho con, nhưng con thấy không cần đâu. Bao nhiêu người mang thai, người ta đi xe máy ầm ầm tới mà.
Con không muốn y lại vào anh ấy đâu. Anh ấy còn công việc riêng mà. Sao anh ấy có thể leo đéo theo con cả ngày chứ? Nếu con không muốn người khác phải lo lắng cho mình, thì con nghỉ việc đi, ở nhà dưỡng thai, chờ ngày sinh nở. Cái công ty đó có gì tốt mà con cứ phải ở lại làm? Công ty của con đang làm tốt lắm mà mẹ, con mới được tăng lương đấy. Con được tăng lương hay là con không nỡ ra thằng Huân? Câu hỏi của bà Lý đánh trúng tim của Giáng My. Nói thật, cô không nỡ rời xa công ty của Gia Huân. Nếu là người khác, một khi đã dứt tình, chắc chắn người ta đã rời đi rồi. Nhưng Giáng My lại không đành lòng, cô không nỡ ra Gia Huân. Ngoài mặt cô luôn nói cô không còn tình cảm với anh, nhưng chỉ cần anh ở công ty của anh gặp vấn đề, cô lại đứng ngồi không yên, ngày đêm lo lắng cho anh. Giáng My ngoài miệng vẫn cãi lời mẹ. Mẹ nói linh tinh gì thế? Con với Gia Huân chia tay rồi mà. Nếu con thực sự không còn tình ý với nó nữa, con nghỉ việc đi. Con và Long sắp cưới rồi, con sắp là vợ của giám đốc ngân hàng, thiếu gì tiền mà phải đi làm việc. Long gật đầu. Mẹ nói đúng đấy My, em ở nhà nghỉ ngơi đi. Mấy hôm trước, anh đưa cho em cái thẻ màu đen đấy. Em cứ tiêu thoải mái, tiền anh làm ra để em tiêu mà. Nhưng em không thoải mái, em muốn tự mình kiếm tiền. Sau này chúng ta cưới rồi, em ở nhà chăm con một thẻ luôn. Bây giờ em còn khỏe, em muốn đi làm. Sao anh và mẹ không hiểu em? Anh xin lỗi, đừng giận anh. Em muốn đi làm, anh thông cảm. Nhưng em đồng ý để anh đưa đón em nhé. Trời đất! Giáng My vì không nói lại được mẹ vào Hoàng Long, cô miễn cưỡng để anh đưa đón mình. Cô thấy không vui, nhưng cô không tự quyết được. Tự dưng cô thấy mình đang bị người khác trói buộc. Cô cảm thấy mình đang mất dần sự tự do khi ở gần Hoàng Long. Hoàng Long càng lúc càng bám chặt Giáng My. Anh sợ Gia Huân cướp mất My của mình, càng ngày càng thắt chặt cô hơn. Anh còn bí mật cài định vị theo dõi cô. Anh kiểm tra tất cả những nơi mà cô tới. Ngày nào anh cũng canh chừng cô từ sáng tới đêm. Điều này khiến cho My cảm thấy mệt mỏi ngột ngạt vô cùng. Không chỉ theo dõi cô, ngày chủ nhật anh còn cố tình ngủ lại với My. Anh muốn ôm cô ngủ nhưng cô từ chối. Cô lấy lý do mình đang mang thai, người mệt mỏi vô cùng. Cô nhất quyết không cho anh động vào người cô. Hoàng Long cũng không thể nào ép một người đang mang thai, anh bất lực ra về. Anh phải chờ tới khi My sinh con xong, anh mới có cơ hội động vào người cô được. Lý do chính đáng, Hoàng Long đành chấp nhận sự thật mà anh không mong muốn này. Gia Huân buồn bã lăn lóc mấy hôm, cuối cùng anh cũng đỡ hơn. Hôm nay anh tới công ty sớm, lúc đi ngang qua phòng marketing, thấy có mấy người đang ngồi nói xấu Giáng My. Này, hình như con My mang thai đấy. Ơ, có thai thật à? Ôi, chưa chồng mà chửa, béo thật. Nhìn bụng nó to thế kia, tao nghĩ 5 tháng rồi đấy. Nhìn mặt nó ngoan hiền như vậy, cũng không ngờ đấy. Gia Huân nghe thấy mọi người nói Giáng My, anh nóng mắt. Anh đi lại gần mấy người đó khiến họ giật bắn cả người. Sếp, chào sếp tới khi nào ạ? Tôi tới từ lúc mọi người bắt đầu nói về Giáng My rồi. À, vâng ạ. Mấy người nói xấu sau lưng người khác, có vui không? Cứ cho là Giáng My đang mang thai, thế cô ấy mang thai làm ảnh hưởng gì đến mọi người? Hay là cô ấy mang thai làm mọi người mất ăn mất ngủ, mấy người bị làm sao thế? Không, không có gì đâu ạ. Chúng tôi đang nói chuyện vui với nhau thôi. Mấy người nói chuyện vui với nhau à? Được thôi, tôi cho mọi người về nhà nghỉ ngơi, nói chuyện với nhau luôn. Sếp à? Gia Huân lạnh lùng đi về phòng làm việc. Anh gọi điện cho phòng nhân sự. Alo, chị Hà nhân sự phải không? Dạ vâng ạ. Chị cho 3 nhân viên bên phòng marketing nghỉ việc đi. Vâng. Sau đó Gia Huân chợt nhớ lại lời mấy người kia nói. Mắt anh bỗng sáng bừng. Họ nói Giáng My mang thai 5 tháng rồi sao? Mà Giáng My quen Hoàng Long được 1 tháng. 5 tháng trước, Giáng My ở cạnh mình. Không lẽ cô ấy mang thai con mình? Từ lúc Gia Huân nghi ngờ đứa bé trong bụng Giáng My là con của mình, mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào bụng của cô. My đang ngồi làm việc, cô có linh cảm sếp đang nhìn mình. Cô quay lại nhìn sếp, cô hoang mang, thấy anh ta đang nhìn cô không chớp mắt. Cô ngại quá quay đi. Giáng My bỗng nhớ ra, cô nóng quá cởi áo khoác ra rồi. Cái áo len rộng vẫn không thể che được bụng bầu của mình. Ngay lập tức, cô với tay lấy áo khoác mặc vào. Gia Huân đi lại, mắt anh dán chặt vào bụng cô, khiến cô nổi da gà. Sếp, sếp nhìn gì vậy?
Em có thai 5 tháng rồi đúng không? Tôi đi Mỹ 3 tháng về, em có thai 5 tháng. Vậy có nghĩa lúc đó em đang ở cạnh tôi. Lúc đó chúng ta chuẩn bị tổ chức đám cưới rồi, trước khi tôi bị tai nạn mất trí nhớ, đúng không? Giáng My hoang mang lo lắng, cô không biết tại sao Gia Huân lại biết cô mang thai 5 tháng rồi. Cô ấp úng bảo, không, tôi có thai đâu. Em đừng nói dối nữa, cả công ty đều biết em đang mang thai đấy. Họ còn đoán được em mang thai được mấy tháng kia kìa. Đứa bé là con của tôi đúng không? Không, không phải của anh đâu. Tôi mới mang thai 3 tháng. Đứa bé là con của Hoàng Long. Chúng tôi sắp cưới rồi. Tôi mang thai là điều dễ hiểu mà. Em nói em mang thai 3 tháng. Vậy là con của tôi rồi. 3 tháng trước tôi say rượu. Em ngủ lại với tôi. Chúng ta quan hệ với nhau. Sáng hôm sau, tôi khó xử. Tôi ngại với em. Thế nên tôi bỏ sang Mỹ. My bị Huân dồn vào tường, cô lo sợ, cô cuống cuồng, nói dối nhưng nói sai. Không phải, tôi mới mang thai 1 tháng thôi, do tôi ăn nhiều nên béo đấy. Tôi có thai với Hoàng Long mà, anh đừng nhận vơ, không vui đâu. Em nói em mang thai 1 tháng à? Sao bụng em to thế? Vừa nói, Gia Huân vừa đặt tay lên bụng cô. Đứa bé trong bụng như cảm nhận được tình cảm của bố, ngay lập tức cựa quậy. Gia Huân xúc động, mắt anh đỏ hoe. Anh cúi đầu áp vào bụng của cô. Con à, con là con ngoan của bố đúng không con? My đẩy Huân ra bảo. Đứa bé không phải là con anh đâu, anh đừng cố chấp, nếu không sau này anh hối hận đấy. Anh chắc chắn đứa bé là con của mình, em đừng nói dối anh. Giáng My, anh xin em cho anh cơ hội được không? Cho anh cơ hội bù đắp cho em và con được không? Anh đã nhớ lại mọi thứ rồi. Anh xin lỗi em tha thứ cho anh đi. Lúc đó anh bị mất trí nhớ, phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Anh hứa, từ bây giờ trở đi, anh không bao giờ để em thiệt thòi đâu, không bao giờ để em phiền lòng vì anh. Anh thề đấy, nếu anh bỏ rơi em và con một lần nữa, anh ra đường sẽ đâm chết, không được nhìn mặt con của mình. Cô nghe vậy bịt miệng của anh. Trời ơi, sao anh thề độc thế? Anh chết, em và con phải làm sao? Như vậy là đứa bé đúng là con của anh rồi. Giáng My, em tha thứ cho anh đi. Em không biết nữa. Giáng My, anh nhớ em lắm. Gia Huân quỳ xuống khóc lóc. Anh không nhớ anh đã rơi nước mắt vì Giáng My bao nhiêu lần. Giáng My kéo anh dậy. Anh ngồi dậy đi mà. Không ai vào lại tưởng em bắt nạt anh. Anh nguyện cả đời để em bắt nạt anh đấy. Anh yêu em. Gia Huân ôm lấy Giáng My. Cô chưa kịp đẩy anh ra, anh đã hôn cô rồi. Cô càng đẩy, anh lại càng ôm cô, hôn cô chặt hơn. Cuối cùng, Giáng My cũng mềm lòng. Cô để anh ôm cô, để anh hôn cô. Cảm xúc yêu thương cứ thế ùa về, khiến cả hai người xúc động rơi nước mắt. Hai người yêu thương nhau, cuối cùng cũng tìm lại được nhau. Cả hai ôm nhau khóc một hồi lâu, những giọt nước mắt hạnh phúc. Tối hôm đó, Gia Huân đưa Giáng My về nhà. Long đang chờ My ở trong nhà. Bà Lý thấy Huân đưa My về. Bà đi ra nói với giọng khó chịu. My, sao con lại đi cùng cậu ta? Mẹ à, đi vào nhà ngay đi. Huân cúi đầu chào. Con chào mẹ. Tôi không phải mẹ cậu, cậu tới nhà tôi làm gì? Nhà tôi không tiếp khách mời, cậu về đi. Mẹ, con biết sai rồi. Mẹ tha thứ cho con mẹ nhé. Lúc đó con bị tai nạn mất trí nhớ mà. Bây giờ con nhớ lại rồi. Con xin lỗi, vì con mà mọi người phải khổ. Con thật sự xin lỗi mẹ. Cho dù cậu có nhớ lại, bây giờ cũng muộn rồi. Giáng My sắp lấy chồng rồi. Chồng sắp cưới của Giáng My đang ngồi trong kia kìa. Giữa cậu và My cũng hết duyên rồi. Sau này, cậu đừng đến đây làm phiền con gái của tôi nữa. Mẹ à, con biết mẹ giận con. Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Mẹ tha thứ cho con mẹ nhé. Từ nay về sau, con sẽ bù đắp cho Giáng My. Cậu nói vậy là có ý gì? Cậu cố tình làm phiền con gái của tôi à? Cậu có tin tôi đánh vào mặt cậu không? Giáng My thấy vậy, cô bảo. Mẹ đừng mắng anh ấy mà. Giáng My, con bị sao thế? Con đang mang thai với thằng Long. Hai đứa xác định lấy nhau rồi. Sao bây giờ con có thể đưa thằng Huân về nhà mình? Sao con suy nghĩ nông cạn thế con? Mẹ ơi, thật ra đứa bé trong bụng con là con của anh Huân ạ. Con mang thai 6 tháng rồi, mà con với Hoàng Long quen nhau mới được 1 tháng thôi. Long tốt bụng, anh ấy nhận là bố của đứa bé thôi ạ. Bà Lý trợn tròn mắt nhìn Giáng My, bà không tin vào tai mình.
Con nói gì vậy? Sao có thể chứ? Con nói dối mẹ đúng không? Con nói thật, con mang thai trước lúc anh Huân bị tai nạn. Con xin lỗi mẹ vì không nói sự thật. Mẹ thông cảm cho con. Lúc đó con dối quá, con không suy nghĩ được gì. Bà Lý không biết phải nói gì nữa, bà bực mình bỏ vào trong. Trời ơi, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Mẹ mặc kệ con đấy, chuyện tình cảm của con tự mình giải quyết đi. Bà Lý bỏ vào phòng nằm, Gia Huân và Giáng My cùng đi vào trong. Long thấy Gia Huân đi cùng Giáng My về, anh có linh cảm sắp có điều không vui đến với mình. Nhưng anh vẫn không hề tỏ ra thái độ buồn bã gì cả. Giáng My, em về rồi à? Này làm có mệt không em? Em không mệt, anh tới khi nào thế? Anh cũng vừa tới thôi, hôm nay tới lịch đi khám thai đấy. Em thay đồ đi, rồi chúng ta cùng đi khám thai. Gia Huân liền bảo, Hoàng Long, tôi cảm ơn cậu chăm sóc cho Giáng My thời gian qua. Bây giờ tôi trở về rồi, cậu không cần chăm sóc cô ấy nữa. Để tôi đưa cô ấy đi khám thai là được rồi. Hoàng Long bảo, tôi sẽ đưa cô ấy đi, anh bận, anh cứ về đi. Gia Huân và Hoàng Long nhìn nhau, ánh mắt hình viên đạn. Cả hai người đàn ông lì lợm, không ai chịu thua ai. Kết quả cuối cùng, cả hai người đàn ông và Giáng My đến bệnh viện. Ở trong phòng khám, y tá làm giấy tờ, cả Gia Huân và Hoàng Long bước tới. Chị y tá bảo, cho hỏi, ai là chồng của chị My? Cả Gia Huân và Hoàng Long cùng đồng thanh bảo, là tôi. Chị y tá ngẩng mặt lên, nhìn hai người đàn ông trước mặt, ngạc nhiên vô cùng. Cả hai người đàn ông vẫn đồng thanh trả lời. Đến lần thứ ba, y tá bực mình, Long mới xuống nước bỏ đi ra ngoài. Gia Huân bảo, tôi là chồng cô ấy đây. Đấy, thế có nhanh không? Anh ký tên vào đây. Dạ vâng. Tối hôm đó, Gia Huân và Hoàng Long đi uống rượu cùng nhau như hai người bạn. Họ cùng uống rượu, cùng nói chuyện với nhau. Hoàng Long thở dài, giống như chút gánh nặng trên vai. Anh Huân này, Giáng My là cô gái tốt, anh hãy trân trọng cô ấy nhé. Anh hãy chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy thật tốt. Chắc chắn rồi, hai mẹ con cô ấy chính là cuộc sống của tôi mà. Anh yên tâm, ở bên tôi, chắc chắn Giáng My sẽ hạnh phúc. Cảm ơn anh thời gian qua chăm sóc cho cô ấy nhé. Ừ, vậy thì tôi yên tâm rồi. Nào, cạn ly, hôm nay không say không về nhé. Cạn ly. Tôi rút lui, nhưng tôi có điều kiện đấy. Điều kiện là gì? Anh phải giới thiệu cho tôi một đám khác. À, tôi có đứa em gái, nó tên Thiên Ân, chưa có bạn trai, để tôi giới thiệu cho anh. Thôi thôi, tôi đùa đấy, tôi không muốn là em rể của anh đâu. Tùy cậu thôi, nhưng tôi nói trước, cậu mà không làm em rể của tôi, cậu sẽ hối hận đấy. Hối hận hay là không thì phải sau này mới biết được. Hai người đàn ông ngồi nói chuyện với nhau hồi lâu, mọi phiền muộn trăn trở đã tan biến hết. Hoàng Long nhận làm bố nuôi của đứa con sắp chào đời của Giáng My và Gia Huân. Anh rút lui để mọi chuyện quay về với quỹ đạo của nó. Anh không trách ai, tất cả mọi chuyện là do anh quá cố chấp ngay từ đầu. Bây giờ anh mỉm cười, chấp nhận cái kết. Một tháng sau, Gia Huân và Giáng My tổ chức đám cưới. Trong sự chúc phúc của mọi người, ai cũng vui mừng vì Giáng My và Gia Huân đã tìm được nhau sau bao ngày xa cách. Hoàng Long tới dự đám cưới của Gia Huân và Giáng My. Trong lúc đi mời rượu chú rể, Hoàng Long va phải Thiên Ân, ly rượu trên tay anh đổ vào váy của cô. Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu. Trời ơi, mắt anh để ở đâu thế? Anh không nhìn thấy tôi à? Bẩn hết váy của tôi rồi. Tôi xin lỗi, để tôi mua đèn cho cô cái khác nhé. Nhưng bây giờ đi mua sao kịp chứ? Vẫn kịp, vẫn kịp, chúng ta mau đi đi. Hoàng Long cầm tay Thiên Ân kéo cô đi, khiến hai người lại va vào nhau một lần nữa. Cả hai cùng nhìn vào mắt nhau, ánh mắt si tình đã chạm vào trái tim cô đơn. Anh ấy đẹp trai quá, cô ấy xinh đẹp quá. Sau đám cưới, Hoàng Long và Thiên Ân lại tình cờ gặp nhau ở siêu thị. Lần này, Hoàng Long chủ động xin số điện thoại của Thiên Ân. Thiên Ân đồng ý ngay. Cả hai đã để mắt tới nhau rồi, cũng đều đang độc thân. Có thể trong tương lai, hai người sẽ tiến triển xa hơn, thành một đôi trai tài gái sắc. Tất cả mọi người, rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc viên mãn bên sự lựa chọn của mình mà thôi.